sợ mập hay là làm biếng ăn cơm, mà em chỉ thích mấy cái đồ ăn vặt như là bánh tráng này kia thôi, nghĩa là không ăn cơm mà ăn mấy chiếc ạ. Toàn, cô Tư nói nè, rất là xinh, rất là thông minh. Cô Tư nói vậy, gia đình ngon lắm rồi, ngon luôn, chuẩn bị sắp xếp đàng hoàng hết, không thiếu gì, nhưng chỉ còn thiếu cô dâu mà thôi. Đó, cô Tư nói rồi, nếu như ấy là cô Tư cho cái nhà ở luôn. Rồi nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia, dạ chào đàn trai, dạ chào quý vị khán giả trường quay. Dạ em tên là Hoàng Thị Hồng, em sinh năm 1995, hiện tại em đang là giáo viên cấp 2 dạy môn ngữ văn. Em sống ở Đồng Nai nhưng mà em làm việc ở bên Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Rồi em trai. Dạ em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả quý khán giả đang có mặt ở trường quay cũng như khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên họ đầy đủ là Ngô Minh Toàn, hiện đang công tác ở công ty Map Pacific Singapore. Em làm gì đó Toàn? Dạ em làm nhân viên kinh doanh. Rồi em ở đâu? Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trời, hai đứa nó ở gần ghê á. Không sao, có nhiều người ta yêu nửa dòng trái đất ta vẫn cưới nhau mà. Vấn đề là nếu mà tình yêu đủ lớn thì cả hai nhập về một mối ha. Mối chỗ nào tốt nhất thì về chỗ đó. Dạ. Thôi, bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là sao nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Em thì biết nấu ăn các món ở trong bữa cơm thường ngày. Còn hạn chế của em là đầu tiên là em hay thức khuya, thứ hai là em là hơi sợ mập hay là làm biếng ăn cơm, nhưng mà em chỉ thích mấy cái đồ ăn vặt như là bánh tráng này kia thôi, nghĩa là không ăn cơm mà ăn mấy kia thôi ạ. Em ơi. Dạ. Bánh tráng đó mới là mình mập đó em. Dạ không, em chỉ ăn bánh tráng thôi, không ăn cơm vậy, nghĩa là em chỉ ăn mấy cái bánh tráng thôi xong rồi. Bánh tráng cũng từ bột gạo đó em, cũng mập lắm nghe. Và bánh tráng chưa kể hành phi nè, rồi bơ nè, rồi tóp mỡ, mỡ hành nè. Trời ơi, mấy cái đó mập dữ lắm em ơi. Đừng có nói mập, tôi cấm nói chữ mập, ảnh hưởng nhiều người. Tôi đang cảnh báo thôi. Người ta dùng từ múp míp cho nó dễ thương. Còn bên đây thì sao, ưu điểm khuyết điểm sao? Dạ, ưu điểm của Toàn là nhiệt tình, cũng vui vẻ, hòa đồng giống như bạn gái bên đó. Biết quan tâm, tôn trọng mọi người xung quanh và biết quan tâm gia đình nhiều. Được, vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không Toàn? Khuyết điểm của em thì sống thì cũng hơi khá nội tâm xíu. Nội tâm là sao? Tức là những cái gì mình suy nghĩ, mình cảm giác là không giải quyết được thì mình không có nói ra. Ngồi khóc. Tự buồn mình chứ. Có khóc không? Thì có. Trời ơi. Tôi nhìn tôi biết là vậy thôi chứ yếu đuối lắm. Khóc những cái lúc mà mình cảm giác là chỉ có một mình. Hay khóc một mình đó. Thì tôi coi nhà gái coi sao. Trời, cô giáo dễ thương quá. Dạ. Cô giáo mấy mối tình rồi? Dạ chưa luôn ạ. Trời, người dễ thương gì mà thằng ông đâu không lẽ ông mới bịt mắt là hết rồi phải không? Sao thế hệ trẻ bây giờ sống phí quá vậy? Sao hay là cô giáo khép nép quá, không có mở lòng mình, không muốn yêu ai? Dạ không ạ, chỉ là ví dụ như lúc hồi đi học với chú là con có cũng cảm nắng cái bạn kia thôi. Xong cái nghĩ là chắc là còn nhỏ đi học nên là hai bạn là cũng chỉ nhắn tin chơi rồi sau đó là thôi, là con cũng lên học trên thành phố rồi thôi. Thì sau đó đến sau này á, lúc đi làm rồi là con cũng có thích một cái bạn kia, là cũng thỉnh thoảng là cũng có nhắn tin qua lại, nhưng mà cái anh nó kiểu dạng như là thích con và dự phòng. Cô giáo dễ thương, bỏ qua một cô gái như thế này, nào bỏ qua cô giáo gì được hết trơn. Bên đây đường tình duyên sao vậy Toàn? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất á là thời sinh viên của em. Nhà thời sinh viên thì lúc cô đó luyện thi chung nhà trọ một thời gian, quen tầm được 6 tháng. Còn mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai là kéo dài khoảng 2 năm ngoài. Dài lắm mà sao chia tay? Là lý do là xa mặt. Bởi vì hiện tại em mới ngộ nhận ra được một điều, đó là xa mặt cách lòng nó dễ dẫn đến tan vỡ trong cái vấn đề tình cảm cũng như là trong vấn đề hôn nhân. Bây giờ xa xa nhưng ngày nào cũng nhìn qua
điện thoại hết ha. Em thông báo cái mẫu người lý tưởng của em mong muốn thế nào, có giống cô giáo bên kia không? À, mẫu người lý tưởng của em thì cũng đơn giản lắm, giống như tính cách của cô giáo bên kia, đó là vui vẻ hòa đồng, rồi cũng biết quan tâm và tôn trọng mọi người xung quanh. Nó bóp bây giờ muốn móp cái đầu con ấy luôn rồi kìa. Thôi lúc mà anh kia dễ thương lắm. Dạ. Hiền lành, vui tính. Thấy không? Dạ. Rồi có món quà cũng khu thú vị nhưng bị móp cái đầu chút thôi. Dạ. Mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? À, dạ, đầu tiên con là con thích là tính cách là vui vẻ, hòa đồng. Nó vui. Có một chút xíu hài hước. Đó. Anh bên kia có? Dạ, là biết lắng nghe. Dạ. Hiếu thảo, quan tâm tới gia đình hai bên. Hồi nãy anh yêu cầu như vậy thì chắc chắn anh sẽ là người như vậy. Không hút thuốc ạ. À, không gia trưởng ạ. Để hỏi, con hút thuốc không? Chắc không hút đâu. Dạ không. Có gia trưởng không? Dạ không. Rồi. Tính về gia trưởng gì nói. Tính nó dễ thương lắm. Dạ. Tính nó giống như Doraemon vậy đó. Dạ. Không, con cũng thích coi hoạt hình lắm. Ủa vậy đó hả? Một hồi con sẽ được coi. Dạ. Có con cổ Doraemon bị móp cái đầu chút xíu thôi. Cô giáo đi với ai vậy? Dạ con đi với lại các chị trong trường và thầy ạ. À, thầy cứ ngồi đi thầy. Thầy cứ ngồi đi thầy. Dạ, xin phép chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào gia đình bên nhà trai. Về Hồng á, rất là nhiệt tình, rất là hiền lành, đặc biệt là nghiêm túc, rồi rất có cái lòng thương người. Còn về bạn trai bên này á, thì bạn cũng có công việc ổn định, cũng có những cái quan điểm khá là tương đồng với bạn Hồng. Và một lát nữa hai bạn tiếp xúc với nhau, nếu mà có cái cảm xúc rung động thì tôi nghĩ hai bạn nên cho nhau cơ hội. Cảm ơn thầy. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em đi với cô Tư, chú Bảy, đồng nghiệp và cô bạn của cô Tư. Hùng hậu quá. Cô Tư, chú Bảy, dì Tám nè ha. Dạ cô Tư đó ạ. Bạn hai này đây kia. Cô Tư đây chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Cô Tư khỏe không? Khỏe. Hôm nay cô Tư đến đây thì cháu Toàn cũng ế dữ lắm lâu rồi. Nhưng mà hối hoài, Toàn là công tác ở bên Vũng Tàu. À. Cô Tư cũng có chồng ở Vũng Tàu. Trời ơi, vậy ngon rồi. Thì cô Tư nói với con nè. Dạ. Hai đứa lên tới đây thì có duyên rồi. Mà thêm một cái nợ nữa thì cô Tư mong làm sao hai đứa mở gào ra, trái tim rung động. Cô Tư xin hai đứa bấm nút. Đó là như vậy. Thấy thương không? Thương quá. Nếu như hai đứa tiến gần nhau nữa, tìm hiểu sau nữa thì cô Tư xin cuối năm nay cưới luôn. Gia đình ngon lắm rồi. Ngon. Chuẩn bị sắp xếp đàng hoàng hết, không thiếu gì. Nhưng chỉ còn thiếu cô dâu mà thôi. Đó, cô Tư nói rồi, nếu như ấy là cô Tư cho cái nhà luôn. Trời ơi. Cô Tư thiệt là ngon rồi nha. Toàn, cô Tư nói nè, rất là xinh, rất là thông minh. Cô Tư nói vậy nha. Vậy ok, nha. Rồi. Cảm ơn cô Tư. Vậy là ngon rồi đó nha, cô giáo là có thêm cái tinh thần động lực rồi đó. Vấn đề là mình rung động là mình bấm luôn. Nào. Mở rào. Tiến tới mạnh dạn lên nào. Toàn. Anh chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em để làm quen trong ngày hôm nay của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Món quà này thì thật sự là cũng có một cái ý nghĩa đối với anh. Còn Doraemon thì nick Facebook của anh là Doraemon. Dạ. Doraemon thì cũng gần giống như anh. Dạ. Cũng tròn tròn nhưng mà nó sẽ bên cạnh em từ giấc ngủ. Và trong đó thì có thêm một con Doraemon này nữa. Con Doraemon này thì khi mà em đi di chuyển, đi dạy. Dạ. Thì nó sẽ trên em mọi nẻo đường. Dạ. Anh muốn em nghĩ là anh lúc nào cũng ở bên cạnh em hết. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Đây chị cầm cho. Có Doraemon thứ ba nữa đứng đó. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay em cũng có một món quà tặng anh à. Dạ. Anh gục quá không biết anh mở được không Vinh ơi. Tặng Nobita nữa. Suka. Dạ cái đó là mặt nạ để có gì có thời gian là mình cùng đắp mặt nạ dưỡng da để sau này không thì mình cùng dưỡng da. Rồi hai đứa về vị trí ngồi đi nào. Hai đứa là mấy chục năm mới gặp nhau đó.
Coi cảm nhận sao nè. Anh thì cũng ba mươi mấy năm nay mới được gặp em. Dạ. Trái tim thì hiện giờ nó không biết nó đang nằm đâu nữa. Dạ, không biết nó chạy đâu nữa. Nhưng mà những cái quan điểm của anh bày tỏ nãy giờ thì anh cảm giác là em là cái người mà khá là phù hợp với những cái suy nghĩ của anh hiện tại. Dạ. Em thì bình thường em đi làm chạy xe đến 20 cây. Dạ. Rồi dạy như vậy là giờ hành chính, rồi cuối tuần được nghỉ. Cũng không hẳn là cuối tuần nghỉ anh, chứ là trong tuần là sẽ có những ngày em được nghỉ. Ví dụ như là em dạy thứ hai, thứ tư, thứ sáu, em sẽ được nghỉ thứ ba với thứ năm. Vậy đó. Ba, thứ năm. Dạ. Em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Thì sao mà tình cờ nó đó là sự. Cái này có thể là bộ phận ekip chương trình đưa anh vào đúng vào cái đối tượng của anh đang tìm hiểu, anh đang muốn tìm người đó. Trời ơi, tìm hiểu hai, ghép hai cái hồ sơ hai bạn là lâu lắm á. Ta thức ròng rã 9 ngày 10 đêm đó. Ta lọc ra cả ngàn hồ sơ. Dạ. Mới ra hồ sơ các bạn đó. Giờ mình nói chút xíu về quan điểm hôn nhân giữa hai bạn đi. Dạ thí dụ như hồi nãy anh nói là thí dụ mà sau này chúng ta có tiếng sang nữa. Em thì em nghĩ là em chắc là em sẽ ở Đồng Nai, tại vì em khá là thương gia đình, em cũng muốn là ở gần ba mẹ em. Có gì là ví dụ là cuối tuần em hay về nhà chơi vậy đó, anh có thể là lên chỗ Đồng Nai làm được hay không ạ? Cái này thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ rồi. Dạ. Là nếu tùy theo điều kiện công việc của mỗi người. Dạ. Thì cái duyên nó đã đến, nhưng mà chỉ còn cái nợ nữa thôi. Đó là quyền của hai đứa sẽ coi cái sự đồng cảm nó có thật là thấm thiết hay không. Dạ. Thì cái chuyện mà anh di chuyển xa nhà cũng không đến, không có vấn đề. Nói chung là công ty Đồng Nai mà. Dạ dạ, công ty thì ở khu nghiệp Amata. Thật ra hai bạn đủ suy nghĩ để có thể quyết định. Đúng rồi. Khi mà tình yêu đủ lớn ở đâu cũng được hết. Quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Nào, yêu nhau không hay đứng lên. Nãy giờ chúng ta nói chuyện rất nhiều. Bây giờ chúng ta cầm tay nhau để xem cái tình yêu nó có truyền cảm giác cho các bạn hay không. Bây giờ qua cuộc nói chuyện đó với nghe người thân nói thì các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Bạn trai nói trước đi, cảm nhận về cô gái thế nào? Trời bạn ơi, còn gì đâu mà nói. Cô gái. Dạ, hiện tại thì em thấy ảnh đang hơi rung mà. Nóng tay em nó rất rung luôn. Thì dĩ nhiên nó rung nó mới hung đó. Hung cho bớt rung. Dạ, em thấy ảnh rất là dễ thương. Dạ, cũng phù hợp với tính cách của em. Dạ. Em có thể hát một bài đó tặng cho bạn gái. Cứ nắm tay tới đừng buông nha. Để gửi tặng bạn gái lần đầu tiên gặp nhau trên chương trình này. Dạ. Thì em xin gửi tặng một đoạn trong ca khúc Và Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn cứ đêm dài để mình ta với con tim khô càng xa bằng. Nhiều đó được rồi các bạn. Chúng ta đã cùng trao đổi với nhau thời gian khá dài rồi. Và bây giờ hãy lắng lòng mình lại để kiểm tra xem đây có phải người mà cùng mình nắm tay đi hay không. Nếu phải, đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn không phải, chúng ta không nên bấm, đừng làm mất thời gian của đối phương. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Yeah, cô Tư ơi, con có người yêu rồi. Dễ thương quá à. Bây giờ nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép cho anh hôn em một cái. Dạ. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước ion kiềm cao cấp Ion Life.
Eon Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Eon Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò. Cả hai anh em chúng tôi đều rất là vui, rất là hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta đến với cái cảm xúc của cặp đôi thứ hai đi, không biết là như thế nào nhỉ? Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Đó giờ chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ. Vậy em thấy người ta hôn có rạo được không? Em coi phim Hàn Quốc em thấy hôn nhau là có cảm xúc đó. Còn cảm giác giới tính rõ ràng. Đúng. Em mong muốn là bạn gái ngọt ngào như ca sĩ Cẩm Ly ha, dịu dàng như ca sĩ Tô Mi và hiểu chuyện như ca sĩ Mỹ Tâm. Trời đất ơi, đâu mà ra con người tới không đó, đó là người tình lý tưởng. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời bạn nam giới thiệu về mình đi. Chào MC Quyền Linh, chào chị Lan, chào quý vị khán giả, chào đàn gái và chào bạn gái bên cạnh. Em tên là Vũ Văn Tự, em đến từ Gia Lai. Em là lập trình viên. Công việc hiện tại của em là công việc remote full time. Remote full time là gì Tự? Dạ, là lập trình viên tại nhà. Tức là mình làm công việc tại nhà thôi. Dạ. Hiện nay mình làm ở đâu? Em làm ở Gia Lai luôn. Gia Lai luôn? Dạ. Nghĩa là từ Gia Lai mình xuống thành phố Hồ Chí Minh này để tham gia chương trình hả? Dạ dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn Nam và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em là giáo viên piano tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em sống ở đâu? Dạ, gốc của em là ở Hà Tĩnh. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Tụ? Ưu điểm của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em là người hướng ngoại, thích nói chuyện. Em có tài lẻ một chút, đó là em có thể chơi các loại nhạc cụ sáo như là sáo bầu, sáo sáo ngang, sáo ba gu và sáo điện tử. Khi đến chương trình thì em cũng có tập một tiết mục thì em góp vui luôn ạ. Làm luôn. Bên nhà gái nghe thổi sáo nha. Sáo này sáo điện. Được rồi em ơi. Mới gặp người yêu thổi bài đứt ruột. Em còn tài lẻ gì nữa không Tự? Em còn làm thơ nữa. Làm thơ nữa? Dạ, em có mang một tập thơ cho em viết, bao gồm 6 bài thơ. Đọc thử đoạn nha. Cánh phượng hồng khép lại, thời mộng mơ ngây dại tuổi học trò. Mối tình đầu chỉ là đôi cánh nhỏ, giờ nằm lặng yên trong trang giấy, giấy mộng mơ. Những cánh bướm của loài hoa màu đỏ không còn tươi thắm lại bao giờ. Đó là mở đầu ạ. Rồi, nói chung bạn trai đây cũng có nhiều nhiều tài lẻ ha. Điểm mà em chưa thấy được của em là điểm gì? Về nhược điểm của em thì em là người ăn chay trường.
Và cách đây là 3 năm rồi. Do đó nếu mà bạn gái chấp nhận em thì trong việc nấu nướng nó chi li hơn một chút. Ví dụ như là hôm đó có món thịt luộc chẳng hạn thì phải có 2 chén nước mắm. Cái việc mà nấu đồ chay thì em biết nấu. Nhưng mà em lại không nấu được đồ mặn là em không nêm nếm được. Và thứ hai là em thì cũng hơi không có bụng sáu múi. Là cũng hơi nhiều mỡ xíu. Đừng nói, chuyện nó giấu đi. Giống như anh thôi, đừng nói. Bây giờ bên đây vậy, còn bên nhà gái sao nè? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có lẽ là chơi piano khá hay và hát thì khá hay. Trời, piano kết hợp với sáu bầu vô ha, hòa quyện vô cũng hay lắm. Em, điểm yếu của mình là gì? Đúng rồi. Điểm yếu của em có lẽ là em không rành đường xá. Em rất hay bị quên. Em đi em bị lạc đường hoài. Hồi nãy là có bị lạc đường không? Dạ, tại vì em biết là đó là điểm yếu của em cho nên em bắt đáp đi. Bây giờ hỏi tình duyên rồi coi. Sao em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, hai ạ. Mỗi mối dài không? Mối tình đầu tiên là 4 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai là 1 năm. Sao mà mối tình 4 năm chia tay vậy? Tại vì bạn đó đi du học cho nên là tụi em chia tay. Còn mối năm có đi du học không? Dạ không ạ. Thực ra là bạn đó thì là một người sống khá trầm tính ấy, không ít nói. Còn em thì là thuộc loại người kiểu người là nó hoạt ngôn, cái em thích chia sẻ cái những gì trong lòng em nghĩ ra ấy. Nhưng mà hai bạn quen nhau nhưng mà kiểu ý là ít chia sẻ với nhau á, cho nên dẫn tới là không hiểu nhau lắm. Tức là hai tính cách khác nhau, dạ, không hiểu nhau đó. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Dạ thì do đặc thù của ngành IT ấy, thì cũng ít bạn gái, do đó là hồi lớp 12 thì em cũng có quen bạn kia nhưng mà do mối tình đầu thì nó cũng không có gì sâu sắc, chưa nắm tay luôn. Gần đây thì cũng có người quen giới thiệu thì em cũng có nhắn tin qua lại với một bạn thôi, nhưng mà cách đây 2 tháng rồi thì bạn không chấp nhận yêu xa cho nên là bọn em chưa là người yêu luôn. Cũng chưa nắm tay luôn? Dạ, chưa gặp mặt luôn. Đó giờ chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ. Vậy em thấy người ta hôn em có rạo rực không? Dạ, em coi phim Hàn Quốc em thấy hôn nhau là có cảm xúc đó. Còn cảm giác. Dạ. Giới tính rõ ràng. Đúng. Sao em? Em thích bạn trai như thế nào? Bên kia là không có kinh nghiệm yêu đương gì luôn. Nói thẳng luôn là nhà trai tôi còn zin đó. Cái mong muốn em có cái người bạn trai như thế nào? Thật ra là em chỉ cần người đó chín chắn một chút, hiểu chuyện một chút ạ. Tại vì thật ra em tính em cũng còn khá là trẻ con á. Dạ, với cả biết ướt nữa. Nên là em cần cái một người có thể bảo bọc mà ấy là có thể cảm thông cho em được nhiều hơn ạ. Được không em? Mít ướt rồi đó. Anh dạ, có bảo bọc được không? Cảm thông được không? Dạ được anh. Đó là ý kiến bên nhà gái, còn nhà trai sao? Em thì về ngoại hình thì ưa nhìn, còn về tính cách thì em mong muốn là bạn gái ngọt ngào như ca sĩ Cẩm Ly ha, dịu dàng như ca sĩ Tố My và hiểu chuyện như ca sĩ Mỹ Tâm. Trời đất ơi. Em thôi. Đâu mà ra con người tới. Không, đó là người tình lý tưởng. Khó lắm em. Không, em ý em là dịu dàng là được. Đúng rồi. Bây giờ nè, em cứ lúc nào cũng nghĩ Mỹ Tâm, Cẩm Ly rồi Tố My, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Tố My hoài. Trời ơi, bữa nào em nghĩ Ngọc Lan giùm anh cái coi. Chị Ngọc Lan cũng rất là dịu dàng mà. Ngọc Lan là số 1 luôn á nha. Anh nói ông dễ thương. Rồi chị lường. Tao lường mình ghê quá. Cái đó là cái mình mơ ước nhưng mà cũng vừa vừa thôi ha. Dạ. Rồi, em gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi một mình thôi. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan lo ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Có mẹ ngồi đây hả? Hàng chị nãy giờ thấy mẹ cười tủm tỉm hoài. Cô ơi, cô nhìn con dâu tương lai của mình á, cô thấy cô gái này có hợp với con trai của mình không? Cô thấy cháu dễ thương, hiền lành, vui vẻ. Thì thôi, cô đến đây thì cũng muốn tìm bạn cho con cô. Thì cháu mà nhìn con cô mà thấy có cảm tình gì thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội. Tìm tới nhanh hơn, tiến tới hôn nhân cũng được. Trời ơi, cô mong có dâu lắm rồi hả cô? Thật ra là em thấy không, cô gương mặt rất là phúc hậu luôn. Con trai y chang vậy luôn đó. Về làm dâu được nhà này khỏe lắm đó không? Dạ. Rồi yên tâm. Được rồi, thôi giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Dạ. Để xem coi có một chút gì của Cẩm Ly hay là Mỹ Tâm hay Tú My hay Ngọc Lan gì không nha. Mở rào. Tiến tới. Dạ, em cảm ơn anh. Em còn có một món quà. Dạ, anh hy vọng là anh sẽ thích. Nói nghe,
làm thơ liền luôn, có thơ gì không? Dạ có, anh có chuẩn bị một lá thư tình đầu tiên. Dạ. Tối hôm qua anh cũng vừa mới viết. Hy vọng là em đọc nó bây giờ và tâm tư tình cảm của anh là anh dành cho bức thư này. Dạ vâng ạ. Dạ em sẽ đọc cho mọi người cùng nghe ạ. Đưa tay anh bút cộng ngờ, thương em đứt ruột anh vò nát thơm. Nếu lòng em có mến thương, xin em nhấn nút mở đường tình duyên. Trai thanh lịch gái thuyền quyên, ước gì ta được niên chuyên vợ chồng. Những mong có chén rượu nồng, cùng nhau uống cạn trong lòng thủy chung. Được không em gái? Em thấy khá hay ạ. Thì lúc nãy anh có nghe em là giáo viên piano thì nói chung là anh cũng rất thích âm nhạc và về bề ngoài thì anh thấy em rất là xinh gái và anh có lòng mến mộ một chút. Thứ hai là cái nghề nghiệp của em là về giáo viên dạy piano thì anh cũng rất là ưng bụng. Lần đầu tiên gặp anh thì em có cảm nhận như nào? Thật ra mà lúc mà nhìn thấy anh á thì em cảm thấy anh cũng là một con người dễ mến. Có vẻ là anh là người sống tình cảm. Thế em nghĩ thế ạ. Về ngoại hình thì em thấy cũng ok. Cảm ơn. Nếu mình quen nhau thì một tháng anh sẽ sắp xếp vô thăm em một lần, như vậy em có thấy hợp lý không? Anh đúng sẽ rồi, anh từ Gia Lai về đây thăm em. Được ạ. Anh khá là nghiêm túc trong tình yêu và đây cũng là mối tình đầu của anh luôn. Cho nên là anh cũng muốn em là tình cuối của anh. Và nếu được thì mình tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng đến 1 năm thì lập gia đình, thì em thấy thời gian đó có phù hợp không? Dạ được ạ, không thành vấn đề. Mình gặp nhau ở chương trình thì cũng là một cái duyên. Thì anh mong muốn là nếu như anh đạt chuẩn theo yêu cầu của em thì anh rất hy vọng là em sẽ ấn nút và cho anh một cơ hội để mà mình tìm hiểu. Dạ, em hiểu. Bây giờ nè, mỗi bên sẽ nói một chút xíu về quan điểm về gia đình hôn nhân thế nào đi, rồi tiền bạc về ai giữ. Ví dụ như là sau này hai bọn mình lập gia đình thì anh cũng mong muốn là sẽ trích một phần tiền lương của anh để mà biếu cha mẹ. Thì ví dụ như là lương anh 20 triệu thì anh sẽ biếu cha mẹ khoảng 4 triệu. Anh giữ lại khoảng 1 triệu để lâu lâu bạn về cà phê. Còn phần còn lại thì anh sẽ đưa cho em. Tại vì anh cũng không giỏi lắm trong việc quản lý tiền bạc. Dạ, rồi em hiểu ạ. Tính rất là rõ ràng luôn. Dạ. Hả? Em cũng thấy người... Anh thấy được không? Dạ, được ạ. Anh thấy chàng trai này tuy là chưa có người yêu lần nào nha, nhưng mà tính toán rất là kỹ và nói câu nào chắc câu đó luôn đó. Dạ. Bây giờ về đi, tới đây. Để tay vào đây. Anh là lạnh quá. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Cảm giác nãy giờ mình nói chuyện cô ấy, mình thấy cô ấy thế nào, có hợp với mình không, mình mong muốn gì mình nói cô ấy đi. Anh thì gặp em là lần đầu tiên nhưng mà anh cảm thấy rất là ưng ý và anh hy vọng là em cũng cho anh một cơ hội để mình đến với nhau. Dạ vâng. Ok, mình về chỗ đi các bạn. Các bạn có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem con tim mình có rung động trước đối phương này chưa. Nếu có, chúng ta cho cơ hội. Nếu không, chúng ta để cơ hội cho người khác. Đừng làm mất thời gian của nhau nha. Rồi, để tay vào nút bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng em trai. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi các bạn. Đây là cái nắm tay thực sự, thời gian đầu tiên hẹn hò với một người đàn ông. Chúc các em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Vậy đi nha, hai đứa hạnh phúc là được rồi. Tay em rất là ấm, cảm giác thì sướng ạ. Sướng ạ. Còn người đạo Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Người bạn gái của Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Không rồi. Em không phải là người trong đạo. Em muốn lấy người ta, em phải vô học giáo lý và phải vô đạo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện hẹn hò của ngày hôm nay. Chào bạn trai. Dạ vâng, em chào chị. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái mình vào rồi mình trò chuyện nha. Dạ vâng ạ. Rồi, ngồi xuống nha. Xin mời hai bạn mở mặt nạ ra. Wow. Cái gì mà wow, sáng mắt rồi wow. Dạ, vì nghe danh tiếng chị Cát Tường đã lâu nhưng giờ em mới được gặp mặt chị đó. Thất vọng gì không? Dạ không, chị rất xinh đẹp ạ. Rồi, cảm ơn em. Lại chị cả. Rồi, hơi lạnh, hơi run nha. Trời, gặp bạn gái ở đây còn bất ngờ dữ nữa, đẹp dữ dội luôn. Uh-huh. Em giới thiệu về mình trước đi, lớn nha, to rõ nha. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến chị MC Cát Tường, bạn gái đối diện. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Bá Sơn, sinh năm 1987, từ Hương Khê, Hà Tĩnh. Nơi có núi Hồng Lĩnh, có dòng sông La, có điệu hát dân ca và câu hò vĩ dặm hết giận rồi lại thương. Hương em địa linh nhân kiệt, sau truyền thống cách mạng và sâu thẳm tình người. Mặc dù em đã đi bôn ba khắp nẻo đường quê hương danh tiếng để làm rất nhiều công việc làm khác nhau, nhưng vẫn chưa có một người yêu đi cùng theo năm tháng với em. Hôm nay qua chương trình, em hy vọng sẽ kiếm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình ạ. Hay quá, có đầu tư và có sự chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Hiện tại giờ đang sống và làm việc ở Long Thành, Đồng Nai. Vào Đồng Nai lâu chưa? Dạ em cũng vào được hơn 5 năm rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì trong Đồng Nai? Dạ em làm công nhân thôi chị, chạy lái xe nưng trong quay kho và xuất hàng vào xưởng để cho các bộ phận trong... Gia đình mình còn ở ngoài quê hay là vào trong đây luôn rồi? Dạ ở ngoài quê chị ạ. Mà sau này mình định sẽ lập nghiệp ở đây hay là về quê? Em thấy công việc cũng đang ổn định và em thấy khu vực ở trong Nam làm ăn thấy được thì trước mắt thì làm ăn trong này. Đang dự kiến là ở trong này. Dạ. Rồi chào em gái, mình giới thiệu đi em. Em chào chị Cát Tường ạ, em chào bạn bên kia và chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Thị Ngọc Mai ạ, sinh năm 1986 ạ. Dạ, quê em ở Nghệ An ạ. Em đang làm điều dưỡng viên tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 ạ. Dạ, nằm ở Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương ạ. Em biết chỗ đó không? Thuận An, Bình Dương. Dạ, em biết ạ. Từ đó lên chỗ em bao xa? Đi cũng chắc hơn một tiếng đồng hồ đấy ạ. Cũng không có gì là bất tiện trong cái việc là tìm hiểu quen nhau đúng không? Dạ. Rồi, thế em đang làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ, em làm được hơn 1 năm rồi ạ. Mai cho anh hỏi là em ở đâu Nghệ An hả? Dạ, em ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An ạ, gần nhà Bác Hồ ạ. Biết không? Dạ. Tới chỗ đó chưa? Em có mấy người bạn làm cùng kế sơ qua là ở đó nhưng mà em chưa được đi tới ạ. 33 mấy, lập nghiệp hơi trễ đúng không? Còn em lúc mà em mới vào trong này thì em làm những công việc gì? Dạ, em làm công nhân ạ. Là từ bên... Cái lý do thôi thúc gì khiến em rời quê hương vào trong này lập nghiệp? Dạ, em có bạn ở trong này ạ. À, bạn rủ ren, mình thấy dạ. Cũng hợp lý. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn ngon, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người, cá hát cũng như là chơi các môn thể thao. Điểm yếu thì em cũng hơi nhát gái, sống nội tâm hay lo và suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều về vấn đề mình đưa ra nó không được chừng chắn lắm. Rồi, thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng và có lòng bao dung. Còn điểm yếu của em là em hay quên. Đó là ưu điểm với khuyết điểm luôn đó hả? Dạ. Đó, do là cái khuyết điểm nó hỗ trợ cho cái ưu điểm đó. Ai lỗi lầm với mình cũng mau quên nên mình đâu có nhớ đâu. Rồi, về tình trường thì sao? Dạ, tình trường thì có 3 mối tình ạ. Một mối tình đơn phương nhưng mà cái hồi cấp 3 chị là em thích một thời gian này xong em hết thích Còn hai sau này là hai mối tình chính thức ạ. Một mối tình cách đây 15 năm thì cũng quen bạn đó. 15 năm? Lúc đó mới hai mấy tuổi phải không? Dạ, 20 tuổi ạ. 20 tuổi, dạ. Quen được bao lâu? Là quen cũng được 1 năm ạ. Rồi. Thì bạn á, kiểu mình cảm nhận như bạn ấy không có yêu mình nhiều, với lại lăng nhăng thôi. Xong rồi em chia tay. Rồi, mối tình sau? Mối tình sau thì cũng quen cũng 1 năm ạ, cũng hơn 1 năm. Thấy bạn ấy kiểu như là
về hai phía thôi, tình cảm nó không có đủ lớn. Cảm nhận như bạn ấy vũ phu gia trưởng, nóng tính. Mà bạn nó có đánh em cái nào chưa? Cũng có lần ạ. Trời ơi, không được rồi, mới yêu nhau mà đã quýnh nhau rồi. Mốt lấy nhau về chắc quýnh mềm xương luôn quá. Mà mối tình đó cách đây bao lâu rồi? Cũng chia tay được 3 năm ạ. Trời ơi, nào vậy nào, quýnh vậy chỉ nó coi. Có vũ phu không? Dạ không chị. Không có được nghe không? Dạ vâng. Cái đánh nhau đánh được lần là đánh hoài. Dạ. Chửi nhau cũng chửi được lần là chửi hoài. Cho nên ngay từ đầu mình thấy ai manh nha, có những cái biểu tượng, biểu hiện đó là mình né đi. Rồi giờ quên mối tình đó chưa? Hay là bị quýnh rồi nhớ hoài? Quên rồi, lúc đó là xong rồi em thôi luôn á. Rồi nhớ rút kinh nghiệm nha, không không bao giờ làm tổn thương phụ nữ nha. Rồi, rồi tình trường em sao? Thưa chị, em cũng có trải qua 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên thì ở quê. Thì em cũng quen bạn hơn 1 năm. Trời sao giống bên đây quá vậy, cũng 1 năm không vậy? Rồi. Bạn đó cùng có hướng đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Dạ, đi Hàn Quốc. Thời gian đầu thì cũng nhắn tin cũng như gọi về cũng khá là tình cảm. Nhưng mà dần dần em thấy phá nhạt dần đi, thì em nghĩ rằng yêu xa nó không được chắc chắn. Thì rồi thôi ạ. Dạ. Mối tình thứ hai thì em vào trong Nam này. Em quen bạn đó cũng gần 2 năm. Nhưng mà bạn đó lại bên Đào nữa. Dạ. Có khác biệt ít nhiều. Em thì lại con trưởng, lo nồi nước cũng như thơ cùng tổ tiên. Nên là tụi em không... Là mình là đạo Phật đúng không? Không theo đạo được. Dạ. Em có đạo gì không? Dạ em không có tôn giáo ạ. À không có đạo tôn giáo, vậy là hợp rồi. Đúng rồi, tại vì có những cái mà không có đồng về cái quan điểm về đạo, nó cũng rất là khó hòa hợp sống chung để hạnh phúc được. Dạ vâng. Rồi chị hiểu rồi. Rồi tới nay mấy năm rồi không có mối tình nào khác? Cũng khá là lâu rồi, 4-5 năm thôi. Trong thâm tâm em lúc đấy á, em cũng nghĩ rằng 30 tuổi đổ lại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bây giờ nghĩ là lập chưa? Giờ muốn lập chưa? Nghĩ đến giờ thì đúng là lỗ mất mấy năm đấy. Lỗ mấy năm rồi. Nếu mà tìm hiểu mà hợp nhau á, không biết ý bạn gái thế nào, nhưng mà nếu được á thì cuối năm nay hoặc là ra năm được ạ. Rồi, nắm cái tình hình như vậy để biết. Anh Sơn cho em hỏi cái lý do mà anh chia tay đó chỉ là khác tôn giáo thôi, chứ còn hai người là vẫn yêu, vẫn hợp nhau hả? Đúng rồi em ạ. Anh phải hợp tuổi, rồi là tính cách cũng phải điềm đạm và không có khó tính cái gì. Em là tuổi gì rồi em hợp với tuổi gì? Tuổi con mèo. Mèo, rồi em hợp với tuổi gì? Dạ em hợp thì tuổi mùi, vậy là Tý, ngọ, mèo, dậu, đó tứ hình xung. Tuổi mùi. Vậy là tuổi hơi ạ. Không nữa thì người nào lớn hơn tuổi em ạ? Lớn hơn nè, lớn hơn tuổi nè. Em tuổi gì em? Em tuổi Vĩnh Dành ạ. Cọp thì biết là giữ nhưng mà không biết em thế nào. Cái tuổi thôi, là cái tuổi con cọp nó giữ, chứ phải con cọp giữ là cái người ta như con cọp đâu. Bye bye. Anh ơi, Vĩnh của em là Vĩnh Dành, là con hổ, hổ công viên á anh. Hổ nó trong chuồng, không có làm được gì thôi. Hổ để cho ta chụp hình không, đó. Thực sự thì đi du lịch đó. Đúng rồi đó. Quan điểm em thì cũng nghĩ rằng là nói tới Dần, nhưng mà em nghĩ rằng là con trai thường họ vẫn hay khó tính hơn. Đó, nhưng mà cổ lớn hơn 1 tuổi nè, có ngại gì không? Bạn ngại không chứ em thì em không ngại. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao em lại thích người lớn hơn? Thì em nghĩ rằng những người lớn tuổi hơn thì họ đủ chứng chắn và cũng ra đời nhiều rồi, họ có thể biết. Rồi, coi này, cái vụ ra đời là cũng hên xui, chứ không phải lớn tuổi là có kinh nghiệm đâu em. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có lập trường, với lại có chí cầu tiến, biết thương và chăm sóc gia đình, phải hiếu thảo với cha mẹ. Còn ngoại hình thì không có răng ho, không có mắt mụn mí là được rồi. Hên quá. Rồi, còn em sao? Em thích thì hiền, điềm đạm với lại... Nãy giờ nhắn đi nhắn lại cái chữ hiền hoài, bộ mấy cô trước dữ lắm hay sao, ám ảnh nổng gì trời. Kinh tế nhân dự. Em cao mét mấy? Em cao 1m65 ạ. Chớp rồi, cô gái này cao lắm luôn. Thích người lớn hơn, tuổi hơn, mà có thích người cao hơn mình không? Đi cùng thì em chỉ sợ văn gái có ngại không, chứ em thì sao không được. Em cao mét mấy cưng? Em cao 1m68 ạ. 1m68 lận. Chút xíu nữa mở màn lên tôi cho hai người đo chiều cao thử nha. Trước khi đo cho em hỏi là... Hỏi gì? 1m68 mang dép thấp. Dạ. Rồi. Lát đo dép ta còn thấp hơn dài em luôn á. Yeah. Người ta cũng biết là có khó kiếm chồng hay sao, mang đôi dép thấp chủng luôn rồi. Trong 4 anh này, 3 anh này có ảnh á, kiếm đi. Có ảnh là anh nào tôi gả cho, kiếm đi. Trời ơi, thôi coi tấm này thôi, chứ coi tấm đứng là biết ai rồi, cổ cao quá mà. Cái anh này sao em chọn anh đó? Trời. Tại vì em thấy có gợi ý hai bức hình đều chụp một cái áo. Ủa thì ba người này cũng mình đây một cái áo hết trơn rồi. Không màu nè. Đi đây này, 3 2 tấm hình này giống nhau mà.
Em chọn vẫn chọn anh. À, vẫn chọn anh ở giữa phải không? Rồi. Đến đây, chọn cô nào? Không, cứ nghĩ là cao là chọn cao, nhưng mà em vẫn có linh cảm là... là cô cao phải không? Dạ. Nhìn nhìn thẳng vào nhau. Cặp này hay quá. Giữ nguyên hiện trường. Rồi. Đúng không em? Đúng không anh ở giữa không? Em chọn anh ạ. Dạ đúng ạ. Trời ơi, cái cô trên cao đó phải không? Cô vậy nè. Thân đúng ạ. Hay quá ha, sao hay vậy? Rồi vậy là cặp này gả cho nhau được rồi đó. Tặng hoa đi, tặng hoa đi. À thưa em. Xuất sắc thiệt, vậy mà nhận ra. Hôm nay anh có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Một cuốn sách để tặng anh ạ. Anh đọc nhan đề. Rồi ngồi xuống đọc nhan đề coi cái gì. Cảm ơn nhé. Mong gặp được một người như em. Có cái gì ở trong cái kìa, đọc lớn lên tôi nghe coi. Tình yêu cũng giống như một cuốn sách, chỉ cần tìm đúng người thì bạn sẽ chạm tới hạnh phúc. Tới hạnh phúc. Trời ơi, nếu mà giao cuốn sách cho tôi sẽ nói là tình yêu nó giống như một cuốn sách, đọc hết cuốn sách là hết tình yêu. Ôi, chị đừng nói vậy à. Cuốn sách này không có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa chỗ em tặng anh sách, tại vì cái tình yêu cũng giống như sách á, tìm cuốn sách mà mình cần và mình sẽ lật nó từng trang, ra từng trang một để mình đọc. Đọc sách một thời gian mình sẽ quên, và sau đó mình sẽ phải lật lại để đọc, giống như hâm nóng tình cảm của mình á anh. Ồ, chứ không phải lật tới trang cuối hết rồi. Tặng sách cho người ta phải xé trang cuối cất lại. Ta phải đọc tới đó ta tức không biết cái kết sao ta mới theo mình hoài. Đọc hết cuốn sách là hết. Đọc hết cuốn sách là hết. Nói giỡn thôi. Yeah. Bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian ha. Chúng ta sẽ thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Ăn Kho, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Ủa, nhận dạ, cái này gì đây? Sao không tặng vậy trời? Thưa chị, em còn có một món quà nữa, cho phép anh. Rồi qua luôn cũng được, qua tới bên đây luôn. Món quà anh thì đó là một chiếc vòng. Chiếc vòng cầu hôn hả? Dạ, huyết long. Có ý nghĩa gì không em? Dạ, anh hy vọng em đeo vào sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn. Em nhúng tay lại. Dạ. Thôi, ơi, ông có đó, ông có ý. Gọi là ông có phong thủy hết trơn đó. Rồi em từ tay em truyền qua tay anh. Đó. Đó. Em cảm ơn. Cái đó nó có ý phù rồi đó nha em, trời. Cùng màu. Dòng kiền vô trong cổ luôn rồi đó. Đã, đúng không? Đúng. Thì sao không đưa ta đeo, không đeo bình thường mà phải chọc từ tay mình rồi lăn qua tay người ta vô, có ý đồ gì vậy em? Dạ em muốn cho vào cho xanh trắng và đẹp. Đưa vào cho dễ hơn thôi ạ. Rồi chắc chị nghĩ nhiều quá. Được rồi, bây giờ chúng ta thưởng thức bữa ăn trưa tại đây. Từ xin mời hai em thưởng thức. Trời nhìn hấp dẫn ghê chưa. Đây là món spaghetti hải sản với là sốt ăn co nha. Dạ. Rất là hấp dẫn, ngon, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Từ sẽ quay trở lại nha. Tự nhiên, mời hai bạn. Anh mời em. Dạ. Anh lúc nãy anh có nói là anh có điểm yếu là nhát gan hay là nhát gái? À nhát gái, cô hơi nhát gái. Mình cho em hỏi xíu, nếu mà anh là lúc mà anh nóng lên á à, thì anh sẽ làm gì đối với cái người mà gây nên cho anh nóng, là người thân của anh? À, tức là phải có cái chuyện gì để mà... Ý là không, ý là khi mình nổi nóng á. À không, ví dụ một cái lý do gì đó mà mình tức giận lên ha. À. Với anh thì không có việc gì mà không có giải quyết được hết, nên là việc gì mình cũng có thể là thảo luận và góp ý, không bao giờ cáu gắt hay là làm lớn chuyện lên một cái vấn đề gì đó. Con người thì ai cũng có lúc nóng giận hay là này nọ chứ. Tức là trước giờ mà nóng thì anh làm gì? Không có làm gì hết trơn, im lặng hay sao? À, nếu mà nóng lên thì anh không nói đâu. Anh cũng bình thường mà thôi. Ví dụ là em mà làm sai ha, anh chỉ nhắc nhở em và làm sao để bữa sau em đừng có tái phạm nữa thôi. Món ăn thế nào em? Ngon không? Ngon. Nhà anh có mấy người anh? À, gia đình anh có ba chị em. Chị anh đầu, anh thứ hai, sau anh còn là cậu em trai. Anh là quê gốc ở Hà Tĩnh. Ừ, đúng rồi. Chồng nói anh cũng nhận khó ra. À đúng rồi. Giờ mà nói dòng nghề ảm thì anh có nghe được không? À nghe được, vì anh người miền Trung cả thì dạ. Anh em tự nhận xét bản thân mình dạ. Là người dễ tính hay là khó tính?
Anh về tình mà. Thì tình là hiền. Chúng em cũng biết chăm sóc cho em. Thì mày cháu là em chăm hết. Và rồi chúng nó đặc thù công việc, nên việc chăm người già và trẻ em thì đó là một sở trường của em. Nói về lòng hiếu thảo thì em thấy là nếu như mình yêu mà mình thương người đó thì cha mẹ người đó cũng như mình thôi. Nhưng mà nhiều lúc thì cái suy nghĩ của mình nó khác. Nhưng mà mẹ thì nhiều lúc cũng em cũng sợ, tại vì em nghe nhiều chuyện làm dâu là em sợ. Sợ hả? Làm dâu trước đây thì khó. Dạ. Thời giờ thì cũng không đến nỗi khó như em nghĩ đâu. Dạ. Vì anh nghĩ rằng trước đây á, mẹ anh cũng là phần làm dâu. Dạ. Nên là cũng hiểu và đồng cảm chia sẻ với em thôi. Rồi, ăn ngon không? Dạ, ngon chị ạ. Ngon, dạ, đúng giờ ăn luôn rồi, ăn phải ngon chứ đói quá rồi mà. Em được ăn rồi mà không biết chị được ăn. Chưa, bây giờ chị phải quay xong rồi chị mới ăn nè, mới thư giãn được nha. Chị tiếng hả? Đúng rồi. Nãy giờ chị ra ngoài là nghe ở ngoài là anh hôm nay, em hôm nay đi là có người đi theo ủng hộ phải không? À, dạ. Ai vậy? Hôm nay đi thì có em ruột của em, về lại là anh trai kết nghĩa. Rồi, thế là mời đại diện họ nhà trai vô đây tâm sự. Ha. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào chị. Dạ. Xin chào hai anh. Dạ, mời hai anh giới thiệu. Chào MC Cát Tường. Dạ. Chào anh em ở bên chỗ Ba Sơn. Dạ. Gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành tới MC Cát Tường. Cảm ơn anh. Ở đây còn em giới thiệu coi. Em là Trần Bà Hải. Em là em ruột của anh Trần Bà Sơn đây ạ. Em năm nay là... em xong sinh năm 1992. Có người yêu chưa? Dạ em đã lập gia đình. Trời ơi sao em bỏ qua mặt anh vậy? Trời ơi, dạ. Ngoài miền ngoại mà vậy là coi như không có được á nha. Qua dạ. Mặt anh vậy là không được á. Phải chị ơi, vì anh em nhát gại lắm. Lo làm nhiều á chị. Sáng em thấy làm đến chiều tối luôn mới về. Nên công ty thì toàn nam không à, không có nữ. Ông có tật xấu gì không em? Dạ không chị ơi. Có bị gì không? Sao lấy vợ trẻ vậy? Chắc là kiểu như là muốn kiếm được một cái số vốn nào đó để sau này lo cho phụ nữ ấy. Mãi mê làm quá. Mãi mê làm dạ. Quá. Rồi, thế bữa nay gặp chị gái thì em có cảm có nhận xét như thế nào? Nhận xét là chị gái rất xinh. Em muốn được sau chương trình này thì chị bấm nút đồng ý với anh trai em để có một cái duyên nào đó để mà tiến tới lâu dài ạ. Rồi, chị Tường cũng mong như vậy ha. Anh kết nghĩa sao anh? Anh em đến ở đây thì cũng mong muốn là em sẽ tìm được vợ. Mà những cái gì em muốn thì đã coi như là có hết rồi. Cũng dạ. Như là có chị Cát Tường giúp đỡ khi nào anh giờ cũng như là tất cả rồi. Thời gian gặp nhau thì chưa nhiều, nhưng mà dạ. Em cố gắng để lấy lòng bạn gái như thế nào để mà đi đến được một cái duyên. Và sau này là sẽ nếu mà mình đã có duyên rồi thì mình sẽ kết nối đến một cái hạnh phúc và lâu dài hơn. Dẫn theo hai người, hai chuyên gia tâm lý, hai quân sư quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai anh em nha. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của cặp đôi này. Dạ, cảm ơn em. Đó là ý kiến đóng góp của người thân của mình thôi. Thế bây giờ nè, ở cái quê của mình là chị biết nè, âm nhạc cũng dữ dội lắm. Hai bạn để trước khi mình quyết định có bấm nút với nhau hay không nè, hát bài cho nó thay đổi không khí ra được không? Dạ, được. Rồi, mời em trai. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, đừng lòng lo khi lòng lo âu, quên ngay câu lòng lo âu luôn. Lại. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Anh yêu em như yêu câu hò ví dặm, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh? Lục phong ba biển động sóng gập gào, anh chờ em thức tròn suốt canh thâu. Như dòng sông lúc vơi rồi lại đây. Anh yêu em, anh thương em nhiều lắm đó. Đừng đi xa như loài cá lang thang. Anh yêu em, anh thương em vất vả. Dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Dần thì dần mà thương lại càng thương. Hay quá, có hơi rung một xíu thôi, chứ còn giọng hát rất là ngọt ngào, rất là quyến rũ.
Cảm nhận như thế nào em? Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng rồi, tại em cũng thích dân ca. Hát cho nó thấm thiết thêm chút. Bây giờ mình chơi game show nè. Dạ. Bóp một lá thăm, đọc yêu cầu của chương trình. Đọc lớn lên em. Bạn hãy đấm bóp massage cho đối phương rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Mời em. Không. Qua đi để hồi tôi đo chiều cao luôn nè. Qua đây. Rồi, đấm bóp massage 30 giây, nhiệt tình vô, nhắm mắt cảm nhận rồi thổi cảm xúc. Sau những phút giây đi làm mệt mỏi, được một cô bạn gái tận tình đấm bóp massage để phục hồi nhân phẩm, ấy quên, phục hồi sức khỏe. Ổn không em? Ổn. Rồi, hỏi ảnh đi, cảm nhận anh như thế nào? Nãy giờ anh em có bóp vai cho anh thì anh cảm thấy thế nào ạ? À, trước hết thì anh cảm ơn em. Anh đứng lên cảm ơn đi anh, để em đo chiều cao luôn nè. Đứng ra tôi coi coi. Ai à, được, trời ơi cũng ổn mà. Hợp lý, vỗ tay quý vị ơi. Ổn. Trước hết thì anh cảm ơn em nhé. Thì anh thấy tay em rất là ấm. Cảm giác thì sướng ạ. Sướng ạ. Là tuyệt vời. Dạ. Rồi, sướng là được. Đó rồi. Cảm ơn em. Rồi, rồi, tới phiên mình bóc một câu đi cưng. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và điểm bạn chưa thích ở người đối diện. Câu này được không em? Được quá chẳng luôn. Dạ, điểm thích á, trước hết thì khi mà chơi kẹo cạnh cửa trái tim này thì em vẫn có cảm nhận bạn nói cũng điềm đạm, nhẹ nhàng. Em vẫn có cảm tình và ấn tượng lúc ban đầu. Còn khi mà kẹo đá thì em thấy ngoài sức tưởng tượng của em. Chậm thêm bàn điểm đó là anh nhìn bàn cũng hiền, cũng có nét khẩu thích. Dạ. Để mà nói điểm không thích ở bàn này, trước mắt thì anh thấy chưa? Thấy bàn cũng duyên dạng. Coi như là mới thấy điểm thích chứ còn điểm chưa thích là chưa phát hiện, phải không? Dạ. Mặc dù con người thì không ai là hoàn hảo, chắc chắn cũng sẽ có những điều gì đó sau này tìm hiểu mình cũng chưa thích. Nên đang suy nghĩ điều gì, mình nói thật lòng mình đang nghĩ gì thôi. Thầy mình trái cũng chưa có thích em á. Cậu cảm giác đó, chị chết rồi. Kiểu như là bạn rụt rè quá. Nói chung là cái cảm nhận của em là bạn chưa có cảm tình mình nhiều. Dạ. Rồi. Rồi nói đi, 30 giây dành cho em. Nếu mà nói chứ em như vậy á thì thực sự nếu mà nói như ý em thì anh lại không nói vậy rồi. Vâng. Nếu mà anh đã nói vậy thì em hãy tin tưởng ở anh. Vâng. Trước khi bấm nút thì cho anh nắm tay thêm để anh em mình cảm nhận với nhau. Dạ. Qua cửa trái tim này. Qua gần với em được. Muốn đo chiều cao em đứng lên. Người ta vẫn học rất là tự tin về chiều cao nên ta muốn đo nữa. Rồi nói đi em, 30 giây dành cho em. Để nói đôi lời sau cùng thì anh muốn nói với em rằng khi gặp em anh vùng về không nói lên câu. Khi xa em trong anh ấp ủ bao điều muốn nói. Ước gì luôn có em bên cạnh, mình tay nắm tay, ta tìm hơi ấm, sưởi ấm con tim bằng ngọn lửa chân tình. Rung thì rung với văn thơ rất là lai láng. Anh chàng này rất ga lăng, lịch thiệp và một người sống rất là tình cảm, rất là cảm xúc. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý bấm mạnh vào nút bấm. Em hỏi anh xíu. Rồi, mời cho em. Thí dụ mà vợ anh mà ốm hoặc là mệt thì anh sẽ làm gì? Kiểu em thì em cũng hay bệnh. Bệnh thì không có nhưng mà lâu lâu cũng hay bị ốm mặt á. Thì anh sẽ vào anh phụ giúp làm em hết. Vì anh làm việc nhà em, anh cũng có thể làm hết mọi việc. Chú toàn mà anh nói thế này này, để mà có một tình yêu á, thật lòng chung thủy với nhau hay không á, phải biết vì nhau, biết cảm thông và chia sẻ cho nhau. Rồi, thời gian dành cho hai bạn đã hết. Đặt tay vào nút bấm, muốn tìm hiểu thêm thì cứ bấm nút rồi tự tìm hiểu. Sau 3 tiếng đếm hay đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái vẫn không bấm? Em đang còn suy nghĩ điều gì? Em sợ bạn trai không... Tại vì bạn trai nói là cái lý do chia tay cái người mà mình yêu, mình thương là vì khác tôn giáo á. Thì em nghĩ là bạn ấy không có quyết tâm trong tình yêu. Nếu bây giờ bạn có thể hiện một hành động, một lời nói gì có thể thuyết phục được em thì em... Thật ra bạn trai nói đúng đó.
tại vì em chưa có kinh nghiệm trong vấn đề về tôn giáo. Dạ. Chị làm chương trình này rất là nhiều và ngoài đời thường chị cũng đã gặp rất là nhiều. Dạ. Cái này chị không phải binh vực bạn trai, quyết định thì tụi em đã đưa ra rồi. Dạ. Nhưng chị giải thích cho em hiểu vấn đề về tôn giáo đúng. Tại vì anh này, thứ nhất mình là người miền Trung, rất là quan trọng về cái việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Và anh ấy là con trai trưởng, một năm đám giỗ, đám quẩy, cúng kiến trong gia đình. Dạ. Còn người đạo Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Người bạn gái của Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Không rồi. Tại em không phải là người trong đạo. Em muốn lấy người ta, em phải vô học giáo lý và phải vô đạo. Thì em mới được bên đạo, bên mới được cha ban cái phép hôn phối. Dạ. Phải đi học giáo lý nữa. Thì thí dụ họ yêu nhau cỡ nào nhưng mà ai cũng có tổ tiên ông bà. Dạ. Gia đình cô này, tại chị đã từng có những người thân chị mà muốn lấy người đó là phải ra khỏi đạo và gia đình từ mặt luôn. Tại vì đạo Công giáo người ta không cho bỏ đạo như vậy. Người ta để làm cái lễ hôn phối với vợ của mình. Nhưng mà anh này thì cũng không thể, tại vì anh cũng thể nào bỏ tổ tiên ông bà. Nên đúng rõ ràng là có những mối tình yêu nhau thấm thiết nhưng vẫn phải chia tay vì đạo không có hòa hợp được, điều đó đúng. Ừ. Không có sai. Người đó là lấy chồng cho anh. Chồng. Lấy rồi em ạ. Mà anh còn nhớ nữa không? Không. Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm 30 giây lại một lần nữa. Anh quen người đó rồi đúng không? Trời ơi, cái chuyện sao quắc sao quơ, bà này bà thiệt mệt ghê. Không, nhìn em á, giờ anh nói thật là em. Hết thời gian của tôi rồi, không nói gì nữa hết. Bấm nút hay là không thôi. Một, nhắm mắt lại. Hai. Ba. Trời ơi, có một chút xíu gút mắt. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Gửi em một món quà của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ em cảm ơn chị. Ở đây đi xem phim, lát vô rạp phim hung nha. Xem phim với nhau nắm tay, nắm tay. Thấy ổn không? Hồi nãy cổ không bấm nút em cảm thấy như thế nào? Em cũng hơi buồn một chút. Em yên tâm đi, cái chuyện mà anh nghĩ rằng em bên đảo hoặc với anh thì mới khó, chứ em mà bên lương cùng với anh thì anh em mình am hiểu về nhau thì dễ. Nói chung cô gái này rất đa nghi, rất là cẩn thận. Mà thời gian này không cho phép rút kinh nghiệm, ngày hôm nay mém chút nữa là không có bạn gái rồi. Lần sau cái gì cho rõ ràng, dứt khoát mà nhanh lẹ lên, tự tin lên. Tuổi trẻ mà, phải cho mình cơ hội, cái gì cũng sợ hết làm sao được. Chị hả, giờ chạy xe 8 tiếng thăm bạn trai thì cũng đi, chứ đừng tới 1 tiếng. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Tường cũng rất là vui đã cho thêm họ cái thời gian. Đôi lúc mà ít phút đâu có hiểu nhau hết được đâu. Và cuối cùng thì họ cũng đã bấm nút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và chúng ta sẽ đến với bốn người tham gia chương trình như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón hai bạn nam. Xin mời. Mời hai bạn ngồi. Rồi, nhìn thẳng phía trước chưa? Giờ bây rồi. Giờ mời hai bạn nữ. Ồ, chào em. Ồ, chào em. Hai cô gái đều xinh đẹp hết. Nhưng mà mỗi cô gái đều có cái màu sắc riêng biệt của mình. Bên đàn trai của chị có hay không? Thấy cũng vui đó. Vui thiệt. Vì em căng thẳng quá vậy cưng. Vui không? Vậy vui. Vui hả? Rồi em tên gì? Chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Xin màu mời xanh. Em. Dạ em tên là Phạm Minh Phước. Năm nay em 24 tuổi. Nghề nghiệp của em là IT, nhân viên IT. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đang ở chỗ nào? Dạ em ở quận Gò Vấp. Gò Vấp ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Giống như trai xét hỏi quá ha cưng. Vui không? Vui không? Vui. Bây giờ chị mới thấy em vui á, chứ nãy chưa vui nha. Rồi cảm ơn em. Bây giờ bạn nữ ghế màu xanh, em tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ em tên là Thị Thủy Thúy Vân, em 23 tuổi. Em quê ở Đồng Nai, làm nhân viên ở bên khách sạn. Nhân viên khách sạn? Dạ. Là ở đâu, ở Sài Gòn hay là Đồng Nai? Dạ ở Sài Gòn. Chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ, mời em giới thiệu. Em xin chào hai chị MC. Và... Vậy hai chị MC hả? Hai anh chị. Hai anh chị. Yeah. Em tên là Hồng Gia Lân. Năm nay em 31 tuổi, là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Ủa em cao mét mấy?
Dạ em chỉ cao 1m75 thôi ạ. Sao 1m75 là chưa thấy chưa đủ đi cao bóng rổ mà sao em chơi bóng rổ? Bóng rổ là phải 1m8 trở lên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em lùn nhất sân. Em lùn nhất sân. Lùn nhất sân? Dạ. Mình có thi đấu giải thưởng gì kể nghe chị Tường nghe chứ coi. Em đang thi đấu giải chuyên nghiệp PBA của Việt Nam mình. Chơi được mấy năm rồi em? Em chơi cũng lâu rồi, chắc cũng phải mười mấy năm rồi. Nhưng mà chuyên nghiệp thì chỉ mới 6 năm thôi. Rồi cái mùa dịch vừa rồi là coi như là bó giò bó cẳng, đâu có được chơi ra gì đâu đúng không? Thực sự là mùa giải vẫn diễn ra, tụi em cách ly ở Nha Trang và thi đấu vừa mới xong. Hôm nay chúng ta có một chàng trai thể lực rất là dữ dội. Bây giờ nè, bạn nữ, ghế màu đỏ em tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào các anh các chị đang có mặt trong trường quay cùng với hai bạn nam cùng với chị nữ. Em là Đào Thị Mai, em vừa làm MC và vừa làm một công việc liên quan tới marketing nữa. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nghe có cặp hồng đào rồi đó. Hôm nay mình tham gia chương trình ghép đôi thần tốc á, nhưng mà một người sẽ có hai cái cơ hội. À, cái này là tạm ghép đôi, ghế đỏ, ghế xanh là để cho dễ theo dõi câu chuyện thôi. Hiểu không? Nhưng mà các bạn là có quyền là ngắm nghía cả hai cô ở hai chiếc ghế bên kia. Các cô bên kia cũng có quyền ngắm nghía cả hai anh bên này luôn. Rồi ai mà mình cảm thấy thích hợp á, là mình cho mình chọp liền. Còn lỡ người ta không chọn mình thì sao? Người ta không chọn mình thì coi như là mình về, mình chờ cơ hội dịp sau. Cuộc đời mà nếu ai cũng may mắn hết thì ai mà còn ế giống như chị Tường. Đúng không? Chị Tường cũng may mối người ta, chị Tường vẫn ế nè. Ủa vậy hả? Chúc chị may mắn lần sau đi em. Thôi hai chị em may mắn lần này đi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-in-1 mới. Như vậy là bốn người chơi rồi. Bây giờ quay trở lại với chàng trai ở chiếc ghế màu xanh nè. Vui chưa? Chưa vui là báo chị làm vui nữa. Vui chưa? Vui rồi. Vui. Giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em làm việc nhóm tốt. Thứ hai là khả năng em giao tiếp, em dẫn dắt câu chuyện tốt. Nhược điểm của em là em hơi ít nói. Tật xấu thì em chỉ có cái là em hơi bị xấu ngủ. Ví dụ như em đang ngủ mà ví dụ như bị làm phiền thì em có hơi quạo, cũng hơi quạo xíu. Kiểu đang ngủ mà ai làm gì mà vô duyên, mất giấc ngủ là quạo phải không? Em hơi quạo xíu. Cái nết ngủ cũng duyên rồi đó. Rồi bên kia. Vâng, sao em? Dạ. Điểm mạnh thì điểm yếu của em thế nào? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, chăm sóc gia đình, biết chăm sóc người yêu và vui vẻ hòa đồng với mọi người. Điểm yếu của em là mỗi khi mà giận lên là hay đập đồ này nọ. Ví dụ những món đồ em đập? Dạ điện thoại, người đứng gần cái gì đó là em sẽ đập cái đó. Chị tốn kém vậy em? Đó giờ đập mấy cái điện thoại đây em? Chắc cũng hơi nhiều. Trời ơi sao nghe trời. Bên đây ta kêu trời rồi nè. Ngoài cái điện thoại có đập cái gì mà giá trị hơn cái điện thoại chưa? Nước hoa rồi này nọ em cũng đập. Trời. Mấy mốt từ giờ về sau mình đập cái gì đó nó nhẹ nhẹ, mình đập chiếc dép. Có gì không xài thì em nhắn tin chị Tường, chị qua chị Tường hốt nha. Đừng đập địa phí lắm em ơi. Khi mai mốt mà mình có chồng có con đó, mình chi tiêu trong nhà đó, trời ơi mình đập xong là mình tự bỏ tiền ra mình mua đó em. Tiền của chồng mà chị. Tiền của chồng mà chị. Trời ơi, nhỏ này duyên dáng của tiền của chồng phải tiền của em hả? Thì của chồng công vợ chị. Thì tiền chồng công vợ thì vợ phải giữ chứ, từ vợ đập rồi tự nhiên phí công của vợ mà tốn tiền của chồng vậy. Thay nghe người ta đập điện thoại em, ở đây em làm gì em bấu tay bấu chân như vậy, điện thoại của người ta mà. Sợ. Sợ cái gì? Cầu thủ mà còn sợ nữa đó. Rồi bây giờ đâu em chia sẻ cho chị nghe coi là điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè. Điểm mạnh của em thì em khá là siêng đi làm kiếm tiền, chịu khó giỏi. Siêng đi làm chắc... kiếm tiền. Ngoài cầu thủ em làm gì thêm nữa nè? Trước đây em đi dạy nên em đi dạy bóng rổ cho con nít. Là giáo viên. Và em hả? em là giáo viên thể chất của trường quốc tế Úc ở quận 2 ạ. Điểm yếu của em là em hay bị stress về công việc, ít nói và xấu ăn xấu ngủ một tí. Ủa bên đây xấu ngủ thôi tôi đã mệt rồi, bên đây còn xấu ăn nữa, xấu ăn là xấu sao? Em đói là em sẽ bị khó chịu, sẽ cọc. Nhưng mà được ăn rồi là em sẽ cười lại thôi. Vậy là cũng dễ nuôi ha, ai biết ý cái việc đi đâu đem theo đồ ăn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chị cho em đồ ăn, em cho chị tiền nha. Ngủ là xấu sao, y như bạn này vậy đó, hả? Ngủ thì em sẽ ngủ nhiều, nếu mà bị giật mình dậy giữa chừng nó sẽ hơi khó chịu. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nè bé Mai. Dạ. MC nè, bắt đầu nè, tác nghiệp. Không, đây là sân khấu của mọi người mà em chỉ là người chơi thôi. Dạ, em biết mình ở đâu ạ. Rồi,
Vậy sao nè, thế mạnh? Thế mạnh của em nghĩ là hòa đồng. Tại vì bỏ em vô môi trường nào em cũng có thể dễ dàng làm quen với cả môi trường và cả con người ở trong đó nữa. Em nghĩ một cái thế mạnh nữa của em đó là em có thể bình tĩnh. Nếu như có một việc nào đó xảy ra đột ngột, bất ngờ thì ít nhất là em cũng sẽ có được giữ cho mình một 3 giây suy nghĩ rồi mới có thể hành động. Còn về cái điểm mà xấu đi, điểm yếu đi thì em nghĩ là có lẽ là vì mình chưa có kinh nghiệm quá nhiều về yêu đương, về hẹn hò nên là em chỉ biết được là khi mà mình có một người nào đó ở bên cạnh thì mình cần phải yêu thương, phải chăm sóc họ. Nhưng mà về chi tiết cách làm như thế nào thì có vẻ như là em hơi bị gà một tí, chưa có kinh nghiệm. Không muốn sống. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là điểm yếu của em về em tình yêu. Là, còn về cuộc sống của em đi thì em nghĩ điểm yếu của em là việc nói ấy. Tức là nhiều người nghĩ rằng là công việc của em là MC thì em sẽ nói rất nhiều, ở đâu em cũng nói. Nhưng mà thực tế thì em lại cảm thấy là em chỉ thích nói khi nào mà thực sự là cần thiết với cái chương trình đó, với công việc đó. Còn khi mà quay trở về nhà thì em lại có cái cảm giác là mình sẽ thu mình hơn. Em sợ là có nhiều người họ sẽ không có chấp nhận được cái việc là khác biệt giữa hai con người của em như thế. Thói quen của em như là ăn ngủ, em có bị khó chịu, khó ăn, khó uống gì không? Dạ, về thói quen ăn, em nghĩ là cần phải chia sẻ trước là thật ra em ăn chay trường. Em ăn chay trường bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 1.5 năm rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút vào tình trường. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh hãy nói về tình trường của mình. Em có một mối tình từ hồi em học cấp 3. Dạ. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Sau 2 năm sau này tụi em học, thứ nhất là nó khác ngành. Thứ hai là thời gian tụi em sinh hoạt nó khác nhau. Cho nên cái từ từ nó thay đổi. Rồi lý do gì tại mấy năm nay cũng không có thêm cái mối tình nào? Dạ, tại vì mấy năm nay em tập trung chuyên tâm em làm việc. Em muốn ổn định cho sự nghiệp trước. Bây giờ em bắt đầu em đi kiếm người yêu. Thì em có dự tính với bố mẹ em là năm 30 tuổi em mới lấy vợ. Chứ đây là mua căn nhà. Xong thì em sẽ tính cái chuyện em lấy vợ. Vâng à, chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu là do bọn em bị mâu thuẫn về tiền bạc này nọ. Nên là mâu thuẫn tiền bạc? Dạ. Là làm ăn chung, kinh doanh hay là cách chi tiêu của hai người nó không phù hợp? Sao? Lúc mà bạn ấy đi bộ đội thì bạn ấy có phone gì cho em thì bạn ấy nói là bạn ấy cần tiền. Nhưng mà khoảng thời gian đó thì em còn đi học nên là em không có tiền để đáp ứng cho bạn đó. Thì lúc đó là tụi em mới mâu thuẫn rồi xong rồi mới cãi nhau đến chia tay. Rồi sao? Mối tình thứ hai như thế nào? Dạ, mối tình thứ hai thì bọn em quen nhau được vài tháng. Thì cảm thấy là không có mục tiêu chung với nhau, không có chí hướng chung với nhau nên là em chia tay. Em trai ở ghế màu xanh, hồi đó giờ có mượn tiền bạn gái không? Dạ không. Ví dụ kẹt quá có mượn không? Dạ quan điểm em là không mượn. Em nói chung là vấn đề tiền bạc nó là những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc tình cảm của hai đứa. Cho nên tuyệt đối vấn đề về tiền bạc em sẽ không mượn. Nói cho bạn nó cho em cũng không lấy. Thẳng thái quá ha. Dữ à. Rồi bây giờ quay lại chàng trai bóng gỗ tôi nè, hồi đó giờ có mượn tiền bạn gái không cưng? Hào thủ. Mình dư tiền mà đâu mình phải làm cái tiền dư tiền mà. Ví dụ như bạn gái khổ quá mượn tiền có cho không? Em thoải mái mà, em sẵn sàng mà. Dữ đó. Rồi bạn gái mượn xong rồi bạn gái chia tay bye bye rồi sao? Thì chịu thôi. Cái tình trường sao? Em thì chắc 2 mối tình chính đi ạ. Chính như thế nào? Thì em quen một bạn 8 năm. Trời ơi. Trời. Là mối tình đầu hả? Dạ. Ồ, chia tay uổng quá vậy em, sao vậy? Nói chung là nó có nhiều cái bất đồng quan điểm do mình thay đổi môi trường công việc. Rồi ngay giai đoạn đó em lại bị suy sụp về mảng tài chính nữa. Giờ em cảm thấy mình không đủ khả năng này nữa thì em dừng lại. Mà 8 năm quen người ta mà không có cầu hôn hả? Em cầu hôn rồi. Cầu hôn bạn đó nhận lời không? Dạ có. Em cầu hôn ở đám cưới của bạn em. Chỉ có biết là cuối buổi tiệc đám cưới mình sẽ có cái trò tung hoa mà. Thì em set up là cô dâu sẽ cầm cái hoa đó lại tặng thẳng bạn đó. Thì lúc mà tặng bạn đó xong thì em sẽ xuất hiện và em tặng nhận cô. Lúc đó cái không khí chỗ đó như thế nào? Bạn gái em như thế nào? Bạn gái em khóc nhiều, em cũng méo, em cũng khóc à. Ồ, đẹp quá, nghe lãng mạn quá. 8 năm mà cầu hôn đẹp như vậy. Mà sau cái cầu hôn thì bao lâu sau chia tay? Năm sau thì phải. Có bao giờ em nuối tiếc không? Nghĩ lại em có nuối tiếc? Có nhiều ạ. Tại vì lúc đêm trước khi bạn đó đám cưới hôm sau thì bạn đó có nhắn tin cho em là mập ơi, ngày mai em đám cưới rồi. Sao kêu em bằng mập, chị thấy em có mập gì đâu. Dạ tại trước đó là bạn đó hay nấu ăn cho em mỗi ngày và em thích được chăm sóc nên em ăn rất là nhiều. Em có lúc em mập, rất là mập. Em lên sân đấu mà ai cũng bảo em lăn không. Bạn đó nhắn tin cho em cũng trả lời lại là cưới trước tôi thì hãy hạnh phúc nhé.
Rồi em khóc nguyên đêm từ đêm đó tới sáng sau. Trời ơi. Bao nhiêu lâu sau thì có mối thứ hai? Mối thứ hai khi em quen cũng 2 năm hơn. Cũng vừa chia tay đây. Bạn đó thì nhỏ lắm, nhỏ hơn em tới 11 tuổi. Bạn đó lên quán cô em lúc bạn đó mới 18 tuổi mà em không biết. Lúc đó là em đang là chủ của quán cà phê. Bạn đó lên thì em phải tiếp khách này nọ. Thì nói chuyện qua lại em không biết tuổi. Đến khi mà bữa hẹn hò đầu tiên đi xem phim, bạn đó xuất hiện với một bộ đồng phục cấp 3 thì em cũng sợ. Mà sao chia tay? Khác biệt về tuổi tác rồi gia cảnh và những cái định hướng tương lai nó không có giống nhau lắm. Rồi ai đề nghị chia tay? Cổ hả? Kỳ lễ sao cổ cua em rồi cổ chia tay luôn? Thì chắc chơi xong bỏ hả? Em dễ dãi quá, anh ta chơi xong bỏ. Em thấy hai chàng trai đây có vẻ thật thà. Mai, dạ. Cuộc tình em như thế nào? Khó nói hả? 3 giây sau dạ, mới không là im lặng đó anh. Là không có cái gì trong khoảng đó hết á. Là không có gì sau đó nữa. Dạ, tức là chỉ là không, không cuộc tình nào cả. Thì em kể cái gì bây giờ? Là chưa có mối tình là nào chưa hả? Là chưa từng hẹn hò chị đó. Trời ơi, khổ ghê em, mọi người nhục quá. Không ai tán, không có người tỏ tình luôn. Người ta nói là hả, những người ế là thường chỉ có nhìn đằng trước không nhìn đằng sau á. Không, em nhìn tứ phía luôn chị, không một ai. Nói về phía em trước đi. Ok. Em có khi nào thấy anh nào mà em rung động, em xao xuyến trong lòng chưa? Có. Có. Có rung động. Rồi, em rung động em có dám ngỏ lời, dám tấn công người ta không? Ôi đây sợ. Chị hỏi về tính cách đó để coi tại sao em ế. Có không? Có. Nhưng không dám. Lần sau bạo động hơn chút xíu, nghe không? Không, em sợ á. Em sợ em tỏ tình em dính á. Hả? Cái gì? Cái gì? Tại vì kiểu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên là ôi chết, giờ mình tỏ tình dính phát rồi hẹn hò sao ta, mình không biết là bước tiếp theo mình phải làm gì ấy chị. Ủa thì đàn ông lo chứ em lo chi chuyện đó, em lo xa quá. Mục đích của em đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc để làm gì nè? Lại sợ đúng không? Không, sợ đã không tới rồi anh. Tới là tới là phải đỡ sợ rồi. Là phải chủ động đúng không? Bỏ cái sợ ngoài cửa mới vô đó anh. Rồi bây giờ hỏi nè, em có bao giờ cảm nhận thấy có cái anh nào nhìn mình mà có vẻ như là muốn sạc điện với mình, muốn cua mình, muốn tới với mình không? Mà cái mặt em nghiêm quá, người ta sợ người ta giọt không? Không chị ơi, em ở bên ngoài rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Đẹp gái tuổi trẻ có cái lý do gì mà không có anh nào để ý? Em cũng nhìn mình trước gương bao nhiêu lần rồi, em cũng tự hỏi mình như thế rồi chị, nhưng mà thôi các chàng trai ơi, vô lý quá. Em có nghĩ là em kiểm soát cảm xúc quá không? Tại vì em nói là cái chuyện gì tới bất ngờ với em cũng có thể 3 giây sau em sẽ bình tĩnh lại đúng không? Dạ. Có khi nào là em đang ngồi bị người ta tán một cái tát, trời ơi hết hồn 3 giây sau? Dạ. Vậy bây giờ em hỏi là nếu như bây giờ em bị tán cái tát một cái á, thì phản ứng nào mới là bình thường anh? Tức là phải trong vòng 3 giây đó là phản ứng liền, hay là phải sau 3 giây phản ứng mới bình thường? Em nghĩ là mỗi người một phong cách thôi, thì em phản ứng chậm chậm thôi, bình thường thôi. Thôi được rồi, thôi để mấy chàng trai người ta phân tích đi chứ chị chắc là khó phân tích quá. Không, dù khi vậy chứ đúng gu nhau là tự nhiên nó khớp liền hả em ơi. Bây giờ cho chị hỏi một chút xíu, mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người của em thông minh, hiểu chuyện, biết chăm sóc em và chăm sóc bản thân. Ủa sao em không chăm sóc người ta mà em bắt người ta chăm sóc em? Tại vì em thích được chăm sóc. Mặc dù em thích được chăm sóc nhưng mà chắc chắn là em phải chăm sóc ngược lại. Ok, có nghĩa là em đưa tiền cho chị sẽ mua đồ ăn cho em. Là kiểu đó đúng không? Em thích vậy không? Rồi, dạ, em cứ việc chăm sóc anh đi, còn thế giới để anh lo. Thí dụ như có cái người vừa ý thì khi nào là kết hôn? Nhà cửa em có rồi, quán kinh doanh em cũng có rồi, sự nghiệp em cũng có rồi. Thì giờ em muốn cưới lúc nào cũng được. Quan trọng là phải có hợp em hay không thôi. Nhưng mà giờ hỏi thiệt nè, hồi nãy em nói bạn gái của em là đều nhỏ tuổi hơn em đúng không? Hai cái cô của chương trình hôm nay là đều nhỏ hơn em. Nói ta chung người ta nhỏ hơn em nhiều vậy em có ngại gì không? Tại vì em đã quen nhỏ hơn em 11 tuổi thì chắc em không ngại. Nếu mà cô gái của nhỏ quá thì chắc chắn là cũng không thể nào mà lo cho em một cách chu đáo. Không, giống như ví dụ như là cô gái ở ghế màu đỏ đi, lại chưa có tình trường nữa, chưa có mối tình nào, không thì người ta nghiệm. Phụ nữ là luôn luôn được cưng chiều, được quan tâm, được lo lắng. Cái đó em làm dễ mà. Tại vì em đòi là phụ nữ phải chăm sóc em nên chị em lo. Chiều, em chiều được hết mà, quan trọng là bạn đó phải kiểu thông minh, tinh ý và vui tính thì rồi, nó sẽ dễ. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ. Bây giờ giả tỷ như hồi nãy em thích cô gái vị trí màu xanh nè, giờ cổ chăm sóc em hết mỗi tháng cho cô cái điện thoại cô đập thôi được không? Mọi người xung quanh bảo em rất là hiền. Mà giờ cứ mỗi lần cọc lên cái đập về em sợ chứ em chạy. Thôi được rồi,
bên đây luôn nha Đạt. Vui. Dạ em đang vui chưa? Dạ vui. Vui. Rồi bây giờ muốn tìm người bạn gái để quen 5-6 năm cưới luôn nè. Bạn gái sao nè? Thì thứ nhất là bạn phải biết lắng nghe, chia sẻ. Và nếu quan trọng mình phải tin tưởng với nhau. Và điều đặc biệt là bạn phải biết yêu bản thân mình. Nói chung là yêu bản thân mình phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cho dù gặp bất cứ một trường hợp nào mình cũng phải biết tự bảo vệ chính bản thân mình. Còn về ngoại hình thì em không có quan tâm lắm. Em cao mét mấy? Em cao 1m8 chị. Gì 1m8 dữ vậy? Em còn cao hơn cầu thủ. Cao hơn luôn vậy? Yeah, cao hơn em mà. Cao hơn hả? Chị có cần đo không? Chị tin em. Để không biết chị hơi ngạc nhiên thôi. À có thể này nó có da có thịt hơn này. Đến năm nay thấy này nó trời ơi trời ơi 1m8. Rồi bây giờ vui lên nào. Mẫu người lý tưởng em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là chững chạc một xíu, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm sóc cho em một xíu, lắng nghe rồi tin tưởng em. Ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em được. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m68. Hai người đàn ông bên bển là cao hơn em hết rồi đó. Em có thích gì một người đàn ông gì đó nó lạ lạ không, là ví dụ như râu ria hay là hình xăm mảnh bậm trợn đồ cái gì đó? Dạ không, em không thích mấy cái râu ria hình xăm. Em chỉ thích con trai tập gym. Xin mời quý vị. Dạ không thích râu ria. Không thích râu ria. Dạ xin mời quý vị, em không thích hình xăm. Em đĩa dữ lắm, đĩa lẻ lắm. Trời ơi em em bị cạnh tên con ca khó đây nè. Thế Mai, cái mẫu người em như thế nào? Có phải là người ngoài hành tinh không? Có phải là người ngoài hành tinh không? Tại vì em thích được cưng chiều lắm. Để xem có cần ưa nhìn không ta. Tại giờ nếu mà nhiều tiêu chí quá, xong người ta kêu là ế là đúng rồi, lắm tiêu chí quá. Nhưng mà em có thì em cứ nói đi chứ. Em nghĩ là nếu như một ai đó thích một ai đó thì chỉ cần để tâm tới họ thôi là sẽ biết được họ muốn gì, họ cần gì. Nên em mong được cái đối phương của mình sẽ cưng chiều em là một phần. Hai là có thể để ý và để tâm tới em. Để biết được là lúc này em cần điều gì, lúc này em không cần điều gì. Và đương nhiên khi em đòi hỏi người đó cái sự để tâm á, thì em cũng sẽ để tâm tới bạn đấy. Em vừa muốn được cưng chiều mà em còn vừa cưng chiều bạn nữa thiệt á. Tại vì với tất cả những người bạn bè chơi chung với em cho tới bây giờ đều cảm giác được là em sẽ có cái thói quen là kiểu chăm sóc họ. Là em sẽ để ý là bạn này sẽ như thế nào, như thế nào, như thế nào, sẽ muốn gì, cần gì và thích ăn cái gì chẳng hạn. Như vậy là em sẽ để ý hết. Để em có thể quan tâm được họ tối đa. Nào đó là lý thuyết thôi phải không? Chứ em chưa yêu ai sao? Thì đó là bạn thân, thì bây giờ mình nâng cấp bạn thân lên là thành bạn trai. Mới bạn thân thôi là em đã để ý người ta dữ vậy rồi. Huống chi là bạn trai đúng không? Đúng rồi. Em đúng cần rồi. Cái sự bên trong nhiều. Nội tâm. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện ngày hôm nay có thành công hay không thành công chị chưa biết. Dạ. Nhưng mà thành tâm mà chị chia sẻ em ráng có bồ sớm nha. Biết sao không? Phí phạm tuổi thanh xuân lắm, đẹp quá, trẻ quá mà. Bây giờ em đã đẹp rồi nhưng mà em có bồ em còn đẹp hơn nữa. Chị gái em, chị ấy lớn hơn em 9 tuổi là là bây giờ ba đứa con rồi. Ví dụ như là buổi tối nào em báo với chị em là chị ơi giờ em không có về nha, em ở lại nhà bạn á. Xong rồi chị em hỏi lại, hey, bạn trai bạn gái? Cái em kêu chứ, gái. Trời gái ơi. Gái ở là mẹ gì? Trái mẹ chứ. Tức là cả nhà em đang mong em có bồ mọi người. Mà em có mong hay không? Bản thân em mong không? Mong thì bây giờ một hồi nữa là làm ơn làm phước cố gắng bật đèn rồi lên hết bụp nha. Chiếu chị bắn bùm chéo cho chị nha. Dạ vậy bây giờ thì các Tường xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ xem tiếp những cái ý kiến của những người thân. Mặc dù là ngày hôm nay họ không đến được ngay tại trường quay này nhưng mà chúng ta cũng lắng nghe ý kiến của họ nha. Hello em trai. Hello anh chị. Em tên Khánh Đạt. Em là bạn của Vân. Hồi nãy giờ em nghe các bạn nữ rồi cũng như là hai chàng trai hôm nay chia sẻ thì cái suy nghĩ của em, cái cảm nhận của em là ngồi khách quan ở bên ngoài thì em thấy như thế nào? Bạn giấy xanh á, nhìn có vẻ chững chạc, chững chạc có lại có tiêu chí mục đích sống rồi nọ cho tương lai cũng rất ok, rất ổn, không sao hết. Còn về mà anh nấu đen thì cũng rất ok, anh có cái phong cách ăn mặc đồ nọ nhìn rất là thời trang hiện đại. Nếu em là Vân là em sẽ chọn anh ghế sinh dương á. Rồi hai người cùng nhau là xem tuổi với nhau rồi yêu thương nhau, vì nhau phấn đấu rồi dung hòa, hiểu nhau. Cảm ơn em. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa chị Tường ơi? Mình hãy làm nhiệm vụ của mình đi nè. Mở cửa trái tim. Cảm giác như thế đầu tiên của em khi nhìn thấy hai chàng trai ngày hôm nay là như thế nào? Em
sau 3 giây nữa. Phải đợi. Thì phải để suy nghĩ chứ. Đúng à? Rồi, suy nghĩ dạ. đẹp. Dạ vui ạ. Bây giờ mà em nhìn chăm chăm người ta thì có kỳ lắm. Không, em không có gì kỳ hết trơn em. Tại vì mở cửa ra để cho mọi người nhìn nhau mà. Mặt căng quá vui lên em, người ta đang nhìn mình vui lắm. Nhìn cô đúng rồi. Mắt nhau vậy trời. Thôi giờ chuyển qua tên Thiết Kiều nè. Thi Vân. Thi Vân. Thi Vân tôi qua tới Thiết Kiều luôn. Trưng chiên quá, Thi Vân đi chọn Phúc. Thấy hai bạn thì cũng được, nhìn cũng lịch lãm, ok. Anh áo xanh thì hơi lịch lãm hơn một xíu. Tắt em mình mà vui lắm. Thấy cười thôi chị. Anh thấy anh ghế màu đỏ mới là nhìn ngầu hơn á. Nhưng mà người ta không thích rau. Lý do gì em thích rau? Nhìn nó sao sao. Tại sao? Em mà thấy mấy người mà có rau là em sẽ nhổ hết đi. Em không thích để. Đẹp ơi, coi chừng anh Đẹp ơi. Thì nãy giờ anh ngồi né né không à. Ngồi né né không. Không, nhưng mà tại sao em không thích rau? Chị là cũng không thích rau đó. Em nói trước tại sao em không thích thì chị sẽ nói tại sao chị không thích. Mỗi lần hôn nó cả cả. Mỗi lần hôn nó cả cả. À, yeah. Đó thấy chưa? Tôi không thích rau tại tôi sợ dơ. What? Ủa rau sao dơ chị? Thì chị, ủa kệ chị. Thì chị. Anh Đạt, mình chị... để rau mình đâu có dơ đâu. Không mà nhưng mà đối với chị con mắt chị nhìn là chị thấy rau, chị thấy dơ. À vậy hả? Bụi nó sẽ bám vô rau của em. À đó, vậy không? Để em quay qua. Bé Mai thích rau không? Sao cũng được. Cô bé này có vẻ dễ chịu hơn ha. Tại vì có thể cạo mà chị. Có thể cạo mà chị. À có thể cạo. Chị nói cho em biết một cái tin khoảng tầm 90% chị em phụ nữ là không thích rau. Chỉ có 10% là sẽ thích rau thôi. Vậy em phải đợi. Đợi gì? Đợi 10% xuất hiện. Ok, em cứ đợi 10% xuất hiện. Rồi, cái bây giờ qua hai chàng trai của tôi. Thôi lỡ kính lão đắc thọ nha tụi. Kính lão đắc thọ nha tụi. Anh lớn nhất á. Anh lớn nhất cho anh ý kiến trước. Nhất. Em đi về được không? Cảm xúc đầu tiên khi thấy hai cô gái của chương trình ngày hôm nay. Hai bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Giọng nói thì rất là ngọt ngào này nọ thu hút. Không, thật ra là người vui thành... lên vui em đang vui. Chắc đầu tiên của em thì hai bạn mới thân. Trước tiên là hai bạn rất là xinh, mỗi bạn một cá tính, mỗi bạn một sắc màu. Thật tình thì em thấy em có ấn tượng với bạn đen một ghế màu xanh. Ấn tượng vì cái điều gì? Bước ra em thấy bạn thứ nhất là bạn nhìn bạn rất là xinh, thứ hai bạn có một cửa là tỏa nắng. Theo như là... lúc mà trước khi mở cửa trái tim thì em tưởng tượng là được bao nhiêu phần trăm, mà mở cửa ra thì em thấy nó được bao nhiêu phần trăm? Em đã tưởng tượng là khoảng 80%. Rồi giờ sao cuối cùng trên thực tế? Mở cửa ra đó là 100%. Ghê vậy? Thì em thấy là bạn rất ok. Được. Em muốn tấn công vô mục đích ngày hôm tấn nay. Tấn công cho chị, hỏi thôi người tấn ta tấn công lời. Liền. Câu đầu tiên em muốn hỏi anh Ghế Xanh. Rồi. Dạ. Yeah. Công việc của anh là IT đúng không ạ? Ừ. Thì anh có nhiều thời gian để chăm sóc bạn nữ hay không? Thông thường là công việc IT em thấy là mình làm việc cũng khối lượng công việc cũng kha khá đúng không? Thường là nếu là chạy dự án thì còn nhiều hơn, thì anh có thời gian hay không để chăm sóc cho bạn nữ? Và nếu mà với một người mà muốn được chăm sóc nhiều, được quan tâm nhiều, được anh dành thời gian nhiều, thì anh có thể đáp ứng được không? Về vấn đề này thì đương nhiên anh đáp ứng được. Tại vì chủ yếu cơ bản là công việc của anh là chỉ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ tối. Và cái về cái vấn đề quan tâm nhau thì mình có nhiều cách để mình thức, để mình quan tâm lẫn nhau. Còn về vấn đề về thời gian thì đương nhiên khi mình quen nhau mình sẽ có những cái mình đưa ra thời gian, quỹ thời gian cho nó hợp lý, để hai bên nó có tương đồng được với nhau về quỹ thời gian, cũng có nhiều thời gian để mình gặp gỡ hơn. Một câu nữa thôi nha. Em cứ hỏi. Anh có khả năng để làm cho bạn nữ đó từ đang nóng tính, đang giận thành ổn hơn? Ủa, em đang hỏi cho em hay hỏi trai vậy? Không, em hỏi bạn nữ kia đó, tại em thấy anh hỏi. Vậy lên đây ngồi để anh xuống ghế đó anh ngồi. Chứ tại em cũng đâu biết đâu, giờ người ta thích mấy mình hỏi dùng phải... thôi, sao dạ. Hỏi trả lời đi cưng. Dạ. Yeah. Thì cái này nếu mà bạn nữ nóng thì cái đầu tiên thì anh sẽ là để cho bạn nói cho hết. Đợi trước anh. Đập trước thì là không sao. Về cái vấn đề này thì đương nhiên khi mình đã yêu nhau thì mình phải biết. Mình né ra những cái món đồ nào mà mình đắt tiền. Nếu mà bạn muốn đập thì em sẽ mua điện thoại đồ chơi cho bạn chơi. Điện thoại đồ chơi em mua sỉ luôn cũng được nữa. Thì bạn tức bạn đập cái đó không sao. Còn cái vấn đề mà có thể xoa dịu được người yêu, ấy anh sẽ để cho bạn ấy nói cho hết. Khi nào mà bạn ấy cảm thấy mình nói hết thì trong lòng rồi, sẽ cho bạn thời gian nửa tiếng tới một tiếng để bạn phải ổn định lại tinh thần. Được chưa cô? Được chưa? Được chứ chị. Ủa vậy? Chơi. Ở đây chương trình có hai MC rồi cưng. Hỏi tiếp được không? Hỏi đi, tôi biết mà. Thật ra là cảm nhận lúc nãy khi mà mở em ra là em có rất là thích nha. Rất là thích những anh mà mặc đồ full đêm. Nên là có cảm giác rất là tốt với anh. Nãy giờ thấy được khen. Hậu anh cũng khen em nãy giờ với bộ. Dạ, ok. Cái là em ăn ủi một chút tùy gu thì chắc thật ra em vẫn cảm thấy là em rất ngầu. Nên là anh có biết làm những công việc lặt vặt trong nhà không? Việc làm vặt trong nhà thì anh vẫn có thể làm được, chỉ bỏ qua nấu ăn thôi. Tại vì anh chỉ biết nấu mì gói với lại chiên trứng thôi. Có thể được hay là anh có thích làm không? Anh hay là người bị hơi ngăn nắp một tí.
Dạ, mặc dù nhìn mình bề ngoài mình có thể bừa bộn nhưng mà việc mà sắp xếp đồ vật này nọ trong nhà anh cần nó phải nó hơi tươm tất một tí. Anh thích tươm tất là một chuyện nhưng ai làm cho nó tươm tất? Dạ nhiều khi em làm em ở mình mà. À thì đó, phải nói rõ cho cổ, vấn đề là cổ đang hỏi là em có phụ cổ làm việc nhà không? Thì mình phải giúp đỡ lẫn nhau với chị. Anh biết sửa điện sửa nước không anh? À, mấy cái đó cho anh gọi tổng đài. Đúng rồi, em không làm mấy cái đó nhưng anh có tiền nhờ người khác làm. Chứ mà lỡ có những cái là người ta kêu cái gì mình không biết làm thì mình nên sử dụng người khác làm. Đúng cho rồi. Mình ok yeah. Cũng được. Sao? Bây giờ anh không biết làm gì hết á, anh chỉ có tiền thôi. Đâu phải vậy đâu, trời ơi. Cứ như vậy cho chị. Dạ ok. Quay qua lại với Thiên Vân. Hồi nãy bạn em á là nói là em sẽ hợp với cái anh này. Ý em sao? Khi mà diễn màn ra em gặp anh nói xanh á thì em thấy chưa có gì rung động nhiều, chưa có gì mà chạm được tới trái tim của em. Em muốn người lớn tuổi hơn em một xíu. Đấy, lớn tuổi hơn em nè. Nhưng mà có râu với có xăm. Em đã bị gạch rồi. Okay. Để râu thì cạo được. Chứ không muốn gì đó. À, nhưng mà giờ chị hỏi nè, mấy bạn, hai bạn trẻ với nhau đi. Rồi ai cũng lo cái sự nghiệp. Tại vì cái tuổi mới 23-24 á. Ở đây thôi, ông chủ ngồi riêng ngồi nghe đi nha ông chủ. Là bây giờ mà ba bạn mà sắp lá cả nhau toàn sang sẻ tuổi nhau mà ai cũng phải đi làm. Thế thì bây giờ rủi nhưng mà mấy bạn như vậy mà cùng lấy nhau về thì cái việc nhà các bạn có phụ nhau làm hay không? Thí dụ quan điểm của em có cho vợ em đi làm không? Hay là em lấy vợ về thì vợ ở nhà phụ việc nhà? Không, quan điểm của em là vợ chồng bình đẳng. Vợ đi làm, em cũng sẽ để cho vợ đi làm. Còn về mấy vấn đề việc nhà thì nếu mà vợ em nấu cơm thì em sẽ rửa chén. Chia đều công việc ra, nói chung là bình đẳng. Vợ làm một thì em chồng làm một, vợ làm hai chồng làm hai. Hai là... trong một, một mà hai giống như là bột giặt choi gì đó quý vị ơi. Bột giặt choi, hai trong một, giặt và xả tất cả trong một sẽ hỗ trợ cho các em làm việc nhà. Đúng không? Mình không có phân chia ra cái nào của vợ, cái nào của chồng hết. Mà nói chung ai rảnh thì làm. Bây giờ là tới ông chủ được lên tiếng nè. Nãy giờ là bị trả lời không à. Vậy em có muốn hỏi các bạn nữ ngày hôm nay cái gì không? Hay giờ tặng quà đi. Em gái, mình mạnh mẽ hơn ảnh nữa. Bé chậm 3 giây. 3 giây. Dạ. Tặng quà em. Tại vì món quà này nó có ý nghĩa và có thông điệp của em gửi tới cái người đối phương. Nên là em muốn nếu như được thì cho em sau khi lựa chọn xong. Nếu như người đó thực sự chọn em chọn người đó thì em sẽ tặng. Còn nếu mà không ai chọn ai là đem về. Mang về. Không tặng sao. Anh Đạt. Thôi, anh cũng dám nhận đâu vậy. Rồi, thôi bây giờ nè, cơ hội cuối cùng cho tất cả những người tham gia chương trình. Có còn ai muốn phát biểu gì nữa hay không? Suy nghĩ. Thí Vân. 3 giây. Em. Tôi qua tới em rồi đó. Mà 3 giây nè, 3 giây sau rồi đó. Tới em luôn rồi. Em hỏi lão bạn. Được. Ok. Anh có kiểm soát người yêu của mình không? Nói thật sự là anh gần như anh để bạn gái mình thoải mái. Vấn đề ở đây là mình tin tưởng lẫn nhau thôi. Chứ để mà mình kiểm soát một ai đó thì mình sẽ làm họ sống trong một cuộc sống rất là khó chịu và bí bách. Em hết rồi. Nhất định là cũng không cạo râu đúng không? Tại vì em cạo râu nhưng mà em ngu lắm. Nó không có được cái ngầu như vậy được. Không, chị thấy em rất ngầu, em cạo râu rất ngầu. Em tinh thỉ thử cho một lần. Chị nói em nghe nè, bộ râu để 2 tuần nó ra được vậy đúng không? Dạ. 2 tuần thôi. Em hy sinh gì cái câu nói chị Tường 2 tuần thứ coi nhiều khi đời. Nhưng mà giờ lúc đó người ta gặp mình không có râu xong người ta ok 2 tuần sau cái mình có râu cái người ta không ok nữa. Không, ăn thua lúc đầu thôi à. Dạ. Vô rồi là muốn làm gì làm. Hiểu không? Okay. Mở cửa nhà ra người ta vô chốt lại là muốn làm gì làm. Quan trọng là bây giờ mình có râu người ta đứng trước cửa người ta chưa vô, cạo râu người ta vô, nhốt lại mọc râu. Ok. Anh với bộ. Thử đi. Ok. Dạ. Vậy đi. Thời gian tìm hiểu nhau tại chương trình đã hết. Đến với chương trình mỗi người đều có 3 cái quyền được lựa chọn. Một, lựa chọn bấm cái nút màu đỏ. Hai là lựa chọn bấm cái nút màu xanh. Nếu mình có để ý một cái người nào ngồi ở cái ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Quyền lựa chọn thứ ba là ta không cảm thấy có cảm xúc gì cả thì chúng ta có quyền không bấm. Mình có quyền thứ tư không chị? Quyền thứ tư là bấm gì? Bấm hai gì nữa? Bấm hai nút vào đèn tôi nó chập mặt rồi nó tắt điện luôn rồi sao? Là anh bấm nguyệt em luôn á. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Bây giờ các bạn có 5 giây để lựa chọn cho mình một quyết định chín chắn nhất. 5 4 3 2 1 Em mong được cái đối phương của mình sẽ cưng chiều em là một phần,
ai là có thể để ý và để tâm tới em, để biết được là à lúc này em cần điều gì, lúc này em không cần điều gì. Và đương nhiên khi em đòi hỏi người đó cái sự để tâm á, thì em cũng sẽ để tâm tới bạn đấy. Thông minh, hiểu chuyện, biết chăm sóc em và chăm sóc bản thân. Chững chạc một xíu, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm sóc cho em một xíu, lắng nghe rồi tin tưởng em. Điểm giác đầu tiên của em thì hai bạn mới lên. Thứ tiên là hai bạn rất là xinh. Mỗi bạn một cá tính, mỗi bạn một sắc màu. Thật tình thì em thấy em có ấn tượng với bạn riêng một ghế màu xanh. Bấm. Bấm đi nào. Bấm thôi. Em bấm đi. Chỉ em bấm. Chị đến qua chị bấm nguyệt em giận. Ừ. Chị thích em nè, bắt tay với em cái nè. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Đúng. Rõ quan điểm ngay từ đầu. Thích là bấm. Vì sao? Vì sao bấm đúng màu xanh? Ừ, như em chia sẻ từ đầu á, em quan trọng cái cảm giác đầu tiên hơn. Em thấy là bạn nữ bên ghế màu xanh nó có vẻ có nét tương đồng với em, cho nên em mới bấm. Hồi nãy chị hỏi bạn đó, bạn nói là nhìn thấy em bạn không có, chưa có cảm xúc gì hết. Em có nghe không? Có. Và lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ là bây giờ tại vì cái gì cũng vậy hết. Cái thời gian ban đầu khi mình ngồi trong trường quay này, thời gian nó quá ngắn. Mình không thể cảm nhận hết được về nhau có. Thì cái chuyện vấn đề mình không rung động thì nó rất bình thường. Có nghĩa là người chàng trai này rất là quyết đoán. Rất là như là quyết tôi định. Tôi thích là tôi bấm, em không có chút rung động nào luôn hả cơ? Chưa có rung động gì. Một người là không có rung động, mà một người là có rau có xăm là bỏ luôn. Trời đất. Còn em vẫn giữ lập trường là một tờ giấy trắng. Vì sao em không bấm? Vì em nghĩ cái cảm giác của em cũng là chưa có phù hợp với anh nào ấy. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Là lý do tại sao hôm nay em không có lựa chọn được ai? Nói chung là hai bạn rất là xinh, về cá tính, về mọi thứ, công việc này nọ, mọi người rất là ok. Nhưng mà nhiều khi nó còn phải có cái tình yêu sét đánh. Có nghĩa là hiện tại chưa có cái cú sét. Thôi mời các bạn đứng lên. Thưa quý vị, hôm nay là Cát Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đó, là chúng tôi đã thất bại. Thì nói chung thất bại lần này thì ta sẽ cố gắng ở lần sau. Chị Tường thay mặt cho chương trình cũng rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đăng ký tham gia chương trình. Và bây giờ là những món quà dành tặng cho các bạn. Quốc Việt Food xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Mặc dù là hôm nay thất bại, nhưng mà nhãn hàng Joy cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Đây, gửi tặng cho hai bạn luôn. Và bây giờ chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi dư ý xin tạm dừng ở đây. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.